Tiếp đi em. Có hiểu mình đang trình bày gì không em? Trên một chuyến bay dài của Singapore Airlines ở nước ngoài, một đứa trẻ mới biết đi trong trạng thái không yên tâm đã tiếp tục làm rơi nấm vú giả. Mỗi khi đứa bé khóc và ai đó mẹ một hành khách hoặc một tiếp viên hàng không sẽ nhặt lại nấm vú giả ấy. Cuối cùng, trong những người phục vụ đã đặt nấm vú giả lên, gắn nó vào một dải ray băng và may nó vào áo của đứa bé. Đứa trẻ và người mẹ rất vui và những người khách ngồi gần đó đã vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt cho hành động của người phục vụ. Khi ở sân bay, một dân nhân không kịp ăn gì trước chuyến bay và nhận ra anh ta sẽ khá đói khi hạ cánh vì anh ta sẽ đều nói. Tuy nhiên vì không phải là tín đồ của đồ ăn nhanh và muốn dừng lại ở một nhà hàng đồ ăn nhanh khi anh ấy hạ cánh, nên khách hàng đã từ chối một cách đùa cợt đến một những nhà hàng yêu thích của anh ấy. Mô tình nói họ liệu có giao cho anh ấy một miếng bít tết không. Mặc dù anh ấy là khách hàng lâu năm của nhà hàng bít tết, anh ấy đã không mong đợi khi anh ấy gửi tweet. Thật vậy, ngay sau dòng tweet của mình, anh ấy đã tắt điện thoại của mình. Khi máy bay chuẩn bị khởi hành, anh không thể tin được khi hạ cánh, anh đã gặp ở sân bay một trong những nhân viên của mô tình, người đã lái xe 23 dặm đến sân bay để mang cho anh một bữa ăn đầy đủ trong một bãi đậu xe Panera Bridge. Vài năm trước, một người phụ nữ đã cố gắng bắt một người khách hàng khác, người bị bệnh đa xơ cứng. Khi cô ấy bị mất thăng bằng, cả hai người đi khách đều ngã xuống vỉa hè. Một người đã bắt được, còn người kia bị gãy tay phải. Trước khi người phụ nữ được xe cấp cứu đưa đến phòng cấp cứu để điều trị, một nhân viên của Panera đã đưa cho cô ấy thẻ của anh ta và bảo cô ấy hãy gọi cho anh ta nếu cô ấy cần bất cứ điều gì. Vài tiếng sau, cô ấy gọi điện và hỏi liệu cô ấy có thể quay lại nhà hàng để lấy xe không. Khi đến đó, cô ấy nhận ra mình không thể lái chiếc xe, nó có hộp số tay và cô không thể sang số khi bị gãy tay. Trong khi cô cố gắng liên lạc với gia đình để đón xe về nhà, nhân viên của Panera đã cung cấp cho cô một bữa ăn miễn phí. Sau đó, sau khi không thể tìm được người dẫn mình về nhà, cô ấy đã yêu cầu nhân viên một đại ân khác cho cô ấy một chuyến xe về nhà. Anh ta đã đến một thị trấn cách đó gần 1 giờ lái xe. Người phụ nữ ngây ngốc và không thể tin được một nhân viên nhà hàng lại làm tất cả những điều này cho mình. Những câu chuyện minh họa vai trò quan trọng của nhân viên dịch vụ trong việc tạo ra sự hài lòng của khách hàng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ tuyến đầu trong một ví dụ đều vô cùng quan trọng đối với sự thành công của các tổ chức mà họ đại diện. Họ có trách nhiệm tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và giải thích các yêu cầu của khách hàng trong thời gian thật. Leonard Berry đã ghi lại rằng trong từng trường hợp, các công ty đạt được thành công lâu dài trong dịch vụ nếu nhận ra tầm quan trọng của nhân viên. Trong chương trình này, chúng tôi tập trung vào nhân viên dịch vụ và tận dụng nguồn nhân lực để tạo điều kiện cung cấp các dịch vụ chất lượng, ngay cả khi các kỳ vọng của khách hàng đã được nêu rõ và các dịch vụ đã được thiết kế và quy định phù hợp với các kỳ vọng đó. Vẫn có sự gián đoạn về chất lượng dịch vụ khi dịch vụ không được cung cấp như quy định. Những điểm không tiếp tục này được gắn nhãn khoảng cách hiệu suất dịch vụ trong khung chất lượng dịch vụ, bởi vì nhân viên thường
xuyên giao hàng hoặc thực hiện dịch vụ. Cái vấn đề về nguồn nhân lực là nguyên nhân chính của khoảng cách này bằng cách tập trung vào vai trò quan trọng nhân viên dịch vụ và phát triển các chiến lược dẫn đến dịch vụ hướng đến khách hàng hiệu quả. Các tổ chức có thể bắt đầu thu hẹp khoảng cách về hiệu suất dịch vụ. Hỏi Nam một chút xíu, ghép một là ghép gì Nam? Trong cái slide em mới trình bày đó thì đấy đúng rồi, ghép một là cái ghép gì đấy, ý nghĩa của nó là cái gì đây? Trình bày mà sao không không hiểu được cái mình trình bày, lên ngồi đọc không vậy thì chuẩn bị để làm gì, giao cho các bạn thời gian để chuẩn bị để làm gì. Học ghép một nữa mà đã những buổi đầu đã nói về ghép một rồi. Rồi tiếp theo bạn nào sẽ trình bày. Nam như vậy là đủ rồi, cũng không cần phải trình bày thêm bởi vì là các bạn tự đọc được. Dạ tới em ạ. Này, tiếp đi em. Em chào thầy với các bạn. Dạ em sẽ tiếp bạn Nam nói về vai trò tiêu chí của nhân viên phục vụ ạ. Trong mắt khách hàng, nhân viên phục vụ họ là dịch vụ, họ là tổ chức trong mắt khách hàng, họ là thương hiệu và họ là những nhà tiếp thị. Đây cũng là một lý do để nhân viên phục vụ tiếp xúc với khách hàng. Trong tổ chức dịch vụ, họ có một câu hỏi thường xuyên được nhắc đến, đó là trong một tổ chức dịch vụ, nếu bạn không phục vụ khách hàng tốt hơn, bạn nên phục vụ một ai đó. Ví dụ như trong các dịch vụ cá nhân và chuyên nghiệp như cắt tóc, huấn luyện viên cá nhân, tư vấn và dịch vụ pháp lý, hay nhân viên liên hệ cung cấp dịch vụ một mình thì người chào hàng là người lao động. Cho nên muốn dịch vụ tốt hơn hay nói cách khác là cải thiện tốt hơn thì cải thiện tốt hơn dịch vụ thì cách tốt nhất là mình nên đầu tư vào nhân viên. Nếu nhân viên liên hệ không thực hiện được dịch vụ hoàn toàn, họ vẫn có cá nhân có họ vẫn nhân cách hóa được công ty trong mắt khách hàng ạ. Tất cả nhân viên của công ty từ lễ tân cho đến nhân viên văn phòng, mọi thứ mà cá nhân này làm hoặc là nói đến đều ảnh hưởng đến tổ chức. Ngay cả khi những nhân viên làm việc trái nhiệm vụ như tiếp viên hàng không hoặc nhân viên nhà hàng trong thời gian nghỉ ngơi, các phản ánh không tốt vào thời gian này đều ảnh hưởng đến tổ chức mà họ đại diện. Nếu nhân viên của một tổ chức có những nhận xét khiếm nhã đối với khách hàng thì cái đánh giá xấu đầu tiên chính là đánh giá vào tổ chức mà nhân viên nó đại diện. Nhân viên phục vụ cũng chính là thương hiệu. Vì sao lại nói như vậy? Là vì hình ảnh chính mà khách hàng có về công ty được hình thành bởi những tương tác mà khách hàng có với nhân viên của hãng đó. Ví dụ như một khách hàng đang coi công ty nào đó là một công ty chuyên nghiệp bởi vì khách hàng đó có những tương tác tốt mà khách hàng đó có với cộng sự bán hàng của nó. Vì vậy, khi tuyển dụng, ngoài năng lực ra thì công ty cũng xem xét về ngoại hình của người đang tuyển dụng. Một trong chức năng của việc đó là của người làm việc đó là bán hàng và quảng cáo. Các chiến lược thừa nhận sức mạnh của nhân viên để tạo ra thương hiệu được gọi là dịch vụ khách hàng có thương hiệu. Khi những hình ảnh thu nhỏ của công ty mà mỗi người đang cố tạo ra trong tâm trí khách hàng thì nhân viên thực sự là thương hiệu. Vì nhân viên đại diện cho tổ chức có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng của khách hàng. Vai trò của họ là nhà tiếp thị. Họ hiện thân về mặt thể chất của sản phẩm và là bản quảng cáo đi bộ từ quan điểm quảng cáo. Một số dịch vụ nhân viên cũng có thể thực hiện các vai trò bán hàng khác truyền thống hơn như kêu gọi bán hàng chéo các sản phẩm chứ không chỉ tập trung vào chức năng hoạt động. Trong chương này, chủ yếu là xem xét về các khuôn khổ, các công cụ chiến lược để đảm bảo rằng nhân viên dịch vụ thực hiện tiếp thị của họ và chức năng dịch vụ của họ tốt. Trên màn hình là hình ảnh của tam giác dịch vụ. Cái này được gọi là khung chiến lược.
Vai trò của nó là củng cố trực quan tầm quan trọng của con người đối với khả năng giữ lời hứa của các công ty và công việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Ba điểm của hình tam giác như doanh nghiệp, các nhà cung cấp và khách hàng, ba điểm này liên kết với nhau và làm việc cùng nhau để phát triển quảng cáo và cung cấp dịch vụ. Giữa ba điểm này trên tam giác, ba loại tiếp thị phải được thực hiện thành công để dịch vụ thành công, đó là tiếp thị bên ngoài, tiếp thị tương tác và tiếp thị nội bộ. Tiếp thị bên ngoài là phát triển kỳ vọng của khách hàng và hứa hẹn với khách hàng liên quan đến những gì họ sẽ được chuyển giao. Còn tiếp thị tương tác là tiếp thị thời gian, đây là tiếp thị thời gian thực, là nơi những lời hứa được giữ hoặc phá vỡ bởi công ty, nhân viên, nhà thầu phụ hoặc đại lý. Còn ban quản lý tham gia vào các hoạt động này để giúp các nhà cung cấp về lời hứa dịch vụ, tuyển dụng, đào tạo, thúc đẩy, khen thưởng và cung cấp thiết bị và công nghệ, được gọi là tiếp thị nội bộ. Cả ba cạnh của tam giác đều cần thiết. Các cạnh của tam giác phải thẳng, đó là những hứa hẹn tiếp thị bên ngoài phải giống như những gì được giao, và các hoạt động tạo điều kiện bên trong tổ chức phải được điều chỉnh với những gì mong đợi của nhà cung cấp dịch vụ. Để có được lợi nhuận, điều đầu tiên đó chính là phải làm cho khách hàng hài lòng, mà nhân viên hài lòng sẽ làm cho khách hàng hài lòng, và những khách hàng hài lòng cũng sẽ cung cấp cho sự hài lòng của nhân viên. Cả môi trường phục vụ và kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực mà nhân viên có trong tổ chức của họ đều được phản ánh trong cách khách hàng trải nghiệm dịch vụ. Nghiên cứu cho thấy, những nhân viên cảm thấy họ được tổ chức của họ đối xử công bằng sẽ đối xử tốt với khách hàng tốt hơn, dẫn đến sự hài lòng của khách hàng. Logic cơ bản kết nối sự hài lòng và lòng trung thành của nhân viên với sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng, và cuối cùng là lợi nhuận, được thể hiện rõ ràng qua hình ảnh trên. Chuỗi lợi nhuận cho thấy các mối liên hệ quan trọng giữa các chất lượng dịch vụ nội bộ, sự hài lòng của nhân viên, năng suất, giá trị của dịch vụ cung cấp cho khách hàng và cuối cùng là sự hài lòng. Là sự hài lòng, duy trì và lợi nhuận. Mô hình trên cũng có ngụ ý rằng các công ty thể hiện mức độ thành công cao về các yêu cầu của mô hình sẽ thành công hơn và có lợi nhuận hơn so với những công ty mà không làm như vậy. Ảnh hưởng của các hành vi của nhân viên đến các thứ nguyên chất dịch vụ. Trên thực tế có 5 khía cạnh của dịch vụ như độ tin cậy, khả năng đáp ứng, sự đảm bảo, sự đồng cảm và tình cảm có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các nhân viên dịch vụ. Những ảnh hưởng đó là cung cấp dịch vụ như đã hứa, độ tin cậy thường hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của các nhân viên tuyến đầu. Ngay cả trong trường hợp các dịch vụ được cung cấp chủ yếu thông qua công nghệ, nhân viên hậu trường vẫn rất quan trọng để đảm bảo tất cả hệ thống đang hoạt động bình thường. Khi nhân viên dịch vụ không thành công hoặc có lỗi nhân viên là điều cần thiết để thiết lập những thứ đúng và sử dụng phán đoán của họ để xác định điều tốt nhất quá trình hành động để khôi phục dịch vụ. Nhân viên tuyến đầu ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của khách hàng về khả năng đáp ứng thông qua sự hài lòng giúp đỡ cá nhân và sự nhanh chóng của họ trong việc phục vụ khách hàng. Một người có thể giúp bạn ngay khi lập tức và hiệu quả, trong khi những người khác có thể di chuyển chậm chạp trong những việc đáp ứng ngay cả những yêu cầu đơn giản nhất. Chiều hướng đảm bảo chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào nhiều vào nhân viên, khả năng truyền đạt uy tín của họ và truyền cảm hứng cho khách hàng và sự tự tin vào công ty. Những tổ chức tương đối chưa được biết đến, uy tín, sự tin cậy và sự tự tin sẽ bị ràng buộc hoàn toàn bởi hành động của nhân viên. Ngoại hình và trang phục của nhân viên cũng là những khía cạnh quan trọng của kích thước hữu hình mà của chất lượng, cùng với nhiều yếu tố khác độc lập vào nhân viên dịch vụ. Có những câu hỏi được đặt ra là người mở rộng ranh giới này là ai, những kiểu người và vị trí nào tạo thành vai trò mở rộng trong ranh giới khi mà nhắc tới các vai trò lập kinh. Bất kể mức độ kỹ năng hoặc mức lương như thế nào, các vị trí mở rộng ranh giới thường là những công việc có mức độ áp lực cao. Ngoài các kỹ năng về tinh thần và thể chất, những vị trí này đòi hỏi mức độ lao động tình cảm đặc biệt, thường đòi hỏi khả năng xử lý giữa các cá nhân và xung đột tổ chức. Họ kêu gọi nhân viên đánh đổi thời gian,
thực giữa chất lượng và năng suất trong công việc. Những căng thẳng và đánh đổi này có thể dẫn đến không cung cấp dịch vụ như đã chỉ định. Điều này làm cho làm tăng khoảng cách về hiệu suất dịch vụ. Thuật ngữ lao động tình cảm được đặt ra để chỉ lao động Thuật ngữ lao động tình cảm được đặt ra để chỉ lao động ngoài các kỹ năng thể chất hoặc tinh thần cần thiết để cung cấp dịch vụ chất lượng. Lao động này bao gồm nụ cười, giao tiếp bằng mắt, thể hiện sự quan tâm chân thành, hấp dẫn trong cuộc trò chuyện thân thiện và được gọi chung là cảm xúc. Nói chung, sự thân thiện, lịch sự, đồng cảm và phản ứng hướng tới tất cả các khách hàng đều yêu cầu một lượng lớn lao động tinh thần từ các nhân viên tuyến đầu, người gánh vác trách nhiệm này cho tổ chức được gọi là lao động tình cảm. Trong công ty sẽ có các nguồn xung đột. Vậy các nguồn xung đột xảy ra là do đâu? Các nguồn xung đột xảy ra là do nhân viên tuyến đầu thường phải đối mặt với các xung đột giữa các cá nhân và giữa các tổ chức về công việc. Sự thất vọng và bối rối của họ nếu không được giám sát có thể dẫn đến căng thẳng, không hài lòng trong công việc, giảm khả năng phục vụ khách hàng và kiệt sức. Bởi vì họ đại diện cho tổ chức, cho khách hàng và thường cần quản lý của một số khách hàng. Đồng thời, các nhân viên tuyến đầu chắc chắn phải đối phó với các xung đột, bao gồm xung đột người và vai trò, hoặc vai trò xung đột tổ chức khách hàng và xung đột giữa các bên. Xung đột giữa người và vai trò là trong một số tình huống, người mở rộng ranh giới cảm thấy xung đột giữa những gì họ được yêu cầu làm và tính cách, định hướng hoặc giá trị riêng của họ. Nhân viên dịch vụ có thể cảm thấy xung đột vai trò khi họ được yêu cầu phục tùng cảm xúc hoặc niềm tin của mình. Đôi khi có mâu thuẫn giữa yêu cầu và vai trò, hình ảnh bản thân hoặc lòng tự trọng của nhân viên. Giữa xung đột và về người và vai trò cũng nảy sinh khi nhân viên được yêu cầu hoặc mang phục hoặc trang phục cụ thể, thay đổi một số khía cạnh ngoại hình của họ để phù hợp với yêu cầu của công việc hơn. Dạ, sau đây là phần tiếp theo thuyết trình của bạn khác ạ. Xin chào thầy và các bạn. Dạ, em xin tiếp tục tiếp trình. Là tổ chức xung đột với khách hàng khi khách hàng có những yêu cầu rồi như khác như sau. Yêu cầu một khách hàng mong đợi với những khách hàng khác. Thứ hai là xung đột của khách hàng phải chờ đợi và phục vụ trước và sau. Thứ ba là phục vụ nhiều khách hàng cùng lúc là các tiêu chí thực hiện khác nhau. Vậy chúng ta thực hiện các cái nó như thế nào, gồm các chiến lược quản lý cảm xúc, gọi là đào tạo quản lý cảm xúc cho nhân viên. Thứ hai là trang phục cho nhân viên phải phù hợp với hoạt động tiếp xúc khách hàng của họ. Thứ ba là thời gian nghỉ ngơi cũng đã hợp lý. Tiếp đến là thuê với những nhân viên phục vụ khách hàng được đào tạo từ ban đầu để họ có thể giúp cho doanh nghiệp có thể tiếp xúc với khách hàng một cách được tạo và đảm bảo. Và tiếp theo là cái giao cái trách nhiệm cho người quản lý này giúp nhân viên của họ giảm giảm bớt áp lực và chuyển được yếu tố khó những cái việc mà gay gắt đến cho người quản lý và người có trách nhiệm cao hơn. Nhưng mà slide tiếp theo là hiểu biết chiến lược các chiến lược quản lý là tình cảm nhân viên tiếp xúc với khách hàng ở các vị trí dịch vụ thường được yêu cầu thực hiện hoặc ngược lại không thực hiện những loại cảm xúc khác nhau. Điều này giúp cho nhân viên thống nhất được là không làm những không không mang những cái tình cảm những cảm xúc tiêu cực đến cho với khách hàng, mà khi đó chúng ta sẽ tạo điều kiện giúp khách hàng có những tình cảm và cảm xúc tích cực hơn về sản phẩm và của doanh nghiệp chúng ta. Thứ hai là lao động cảm xúc này thường xuyên hơn với công việc đòi hỏi tiếp xúc thường xuyên với thời gian dài với giọng nói gương mặt với giọng nói gặp mặt trực tiếp khách hàng thì sẽ tạo nên nhân viên đó có nhiều sự áp lực hơn và cảm thấy mệt mỏi khi phải thực hiện các yêu cầu của khách hàng liên tục và có những điều xảy ra là sẽ cảm giác mệt mỏi và stress khi bản thân không thể nào có được quyền đáp ứng hết được các nhu cầu của khách hàng. Và các đối mặt với khách hàng khắt khe và đáng ghét và mẫu ngược
hoặc ngỗ ngược thì có những cái nhân viên phải có những tình huống linh động như sau, là khắc phục được những cái cảm xúc lao động cảm xúc, có thể thực hiện các kỹ năng cảm xúc mà mình được đào tạo và mang đã áp dụng vào những tình huống khác nhau khi gặp những khách hàng khác nhau. Thứ hai là đào tạo về quản lý cảm xúc và hành vi của mình phù hợp với từng khách hàng khác nhau. Thứ ba là phải có một cái thời trang, nghĩa là trang phục khi mà chúng ta tiếp xúc khách hàng thật là chỉnh chu và tương tác, thì khiến cho làm cho cái cảm xúc của chúng ta cũng tích cực hơn, làm cho chúng ta tự tin khi tiếp xúc với người khác hơn. Tiếp theo là cho phép nhân viên gửi, nghĩa là ở đây chúng ta là thực hiện là làm việc và nghỉ ngơi một cách hợp lý, hãy cho nhân viên một chút chút sự thú vị, nghĩa là chúng ta đang làm một cái điều nhân viên đang thực hiện là luôn luôn phục vụ cái cảm xúc của người khác, thì họ cũng mong muốn được thực hiện người khác phục vụ cảm xúc của họ, khi đó là họ cần được nghỉ ngơi và được có nhiều sự quan tâm và thay đổi hơn cho công việc để có sự thú vị và hợp lý trong công việc tiếp theo. Và xử lý khách hàng khi có nhu cầu để quản lý, thì cái này là giúp cho nhân viên nó chuyển giao bớt áp lực của mình khi tiếp xúc quá nhiều với khách hàng, và tạo điều kiện cho họ là giải quyết những vấn đề quen thuộc hơn và tránh trường hợp bị vượt trách nhiệm vượt cấp, khi đó họ sẽ bị áp lực hơn rất là nhiều. Mà slide tiếp theo là xung đột giữa khách hàng là một điều rất là thường xuyên, và chúng ta cũng có thể là thường gặp về điều này, vì có thể là khách hàng sẽ chờ đợi về cái chuyện mà phục vụ trước phục vụ sau, thì khi đó người bị phục vụ sau người ta sẽ cảm giác là bị không tôn trọng và không được công ty và doanh nghiệp đó và hoặc là nhân viên đó đáp ứng cái nhu cầu của mình một cách đúng như mình mong muốn. Và thứ hai có thể là khách hàng đến sau nhưng mà được phục vụ trước, thì có những trường hợp chúng ta đi ra ngoài và gặp những khách hàng những nơi mà có thể là người đó đến sau chúng ta nhưng vẫn được phục vụ trước, thì người ta hay gọi là khách hàng VIP đó. Đó chính là những khách hàng mà được ưu tiên ở những hệ thống như vậy, thì chúng ta cũng mặc định biết hiểu nhưng chúng ta vẫn không có khả năng là cảm kiểm soát được cảm xúc của chúng ta, là nhưng mà chúng ta vẫn luôn luôn ganh tị và luôn muốn được làm như họ, cũng được như họ. Và những khách hàng chờ đợi thì luôn luôn phải cảm giác bực dọc với những khách hàng đang được phục vụ, và điều này chúng ta không thể nào đưa không thể nào mang ra để bào chữa chúng ta là vì lý do như thế này, vì lý do như thế nào, và vì người này đến trước, vì người này đến sau, hay là họ đã đến trước và đã liên hệ trước, đặt lịch trước, thì khách hàng sẽ không bao giờ lắng nghe chúng ta như vậy, mà chúng ta phải bắt buộc phải chịu trách nhiệm với những gì mà chúng ta đang làm. Thứ nhất, thứ hai chúng ta phải có chú ý được đến những giọng điệu và ngôn ngữ để tránh trường hợp xúc phạm đến khách hàng hoặc là gây cho họ những phản cảm. Và thứ ba là thể hiện sự đồng cảm về tình huống đó qua lời nói. Khi có một ví dụ mà tôi đã đọc ở trong sách là có một nhân viên bán xe ô tô, họ không thể hiện với khách hàng là ở đây chúng tôi bán những sản phẩm tốt nhất, mà luôn luôn anh ta thể hiện với khách hàng là chúng tôi có một sản phẩm và tôi cảm giác là nó có những thế mạnh như trên và có những khuyết điểm mà tôi không đồng ý. Như vậy thì để lắng nghe khách hàng, để nói chuyện và tương tác với lắng nghe khách hàng được nhiều hơn, và chúng ta luôn luôn lắng nghe khách hàng bằng cách là cho thêm những câu hỏi, là thực hiện những câu hỏi tiếp theo để giúp khách hàng có thể giải thích được cho chúng ta là là khi họ có một yêu cầu như vậy thì họ sẽ nói được cho chúng ta, thì từ khi đó chúng ta có cách để giúp họ giải tỏa được cái bực dọc trong cái cá nhân của họ khi họ được nói ra, và tiếp theo đó sẽ nắm bắt được tâm lý của khách hàng và phục vụ họ tốt hơn. Xin mời slide theo. Đánh đổi giữa chất lượng và năng suất. Chất lượng và năng suất
chất lượng và năng suất thì có thể là luôn 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 là mong doanh nghiệp luôn luôn mong muốn. Thì khi nhân viên làm thì phải có sự hiệu quả trong chất lượng và năng suất, cộng theo đó là hiệu quả trong về việc thời gian nữa để cắt giảm chi phí khác tiếp theo đó. Khi đánh đổi về chất lượng và năng suất, khi chất lượng càng nhiều thì chất lượng càng cao thì năng suất làm việc của chúng ta càng thấp đi, tại vì chúng ta cần nhiều sự tỉ mỉ để tạo ra một chất lượng tốt hơn. Và xin mời anh trình bày tiếp theo bạn Phương. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã nghe. Dạ, xin chào thầy và các bạn. Em tên là Bích Phương. Sau đây em xin tiếp tục phần thuyết trình và cùng các bạn tìm hiểu về phần tiếp theo, đó là chiến lược giao nhận chất lượng dịch vụ thông qua con người. Yếu tố con người giữ vị trí quan trọng trong marketing dịch vụ. Việc tuyển dụng, đào tạo và quản lý con người chi phối rất lớn đến thành công của marketing dịch vụ. Vậy nên cần có sự kết hợp của các chiến lược để đảm bảo rằng nhân viên dịch vụ sẵn sàng và có thể cung cấp chất lượng dịch vụ và họ luôn có động lực để hình thành theo những cách để hướng đến khách hàng. Các chiến lược này được gọi là kích thích các lời hứa về dịch vụ, thường được gọi là tiếp thị nội bộ, với mục tiêu chính là để thúc đẩy và cho phép nhân viên thực hiện thành công những lời hứa của doanh nghiệp hướng đến khách hàng. Vì vậy mà một tổ chức sẽ tiến tới việc cung cấp chất lượng dịch vụ thông qua con người, bởi vì nhân viên họ là những người thay mặt cho doanh nghiệp dịch vụ trong quan hệ trực tiếp với khách hàng, là một trong những người tôn tạo nên hình ảnh uy tín của doanh nghiệp. Để xây dựng lực lượng lao động hướng tới khách hàng có tinh thần phục vụ, doanh nghiệp phải có những chiến lược được tổ chức xoay quanh bốn chủ đề chính sau. Đầu tiên đó là thuê đúng người, thứ hai phát triển con người để cung cấp chất lượng dịch vụ, thứ ba cung cấp hệ thống hỗ trợ và cuối cùng là giữ chân những người giỏi nhất. Trong mỗi chiến lược cơ bản này thì đều có một số nền tảng cụ thể để hoàn thành mục tiêu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chiến lược đầu tiên, đó là thuê đúng người. Cho dù là một nhà bán lẻ hay là một công ty công nghệ hàng đầu thế giới thì bạn luôn muốn nhân viên của mình phù hợp với công việc. Vì vậy mà việc tuyển dụng và chọn ra những nhân viên dịch vụ hiệu quả là điều vô cùng quan trọng đối với bất kỳ một tổ chức nào. Một doanh nghiệp dịch vụ mà tuyển chọn được những nhân viên mà đam mê với công việc, có phẩm chất, kỹ năng và thái độ tốt thì sẽ đem lại hiệu quả bền vững cho doanh nghiệp. Nhưng ngược lại, nếu như mà tuyển dụng mà không phù hợp thì sẽ gây ra rất nhiều lãng phí, vì doanh nghiệp phải bỏ ra chi phí để làm cho khách hàng hài lòng hoặc là chi phí để thu hút khách hàng mới. Để mà cung cấp chất lượng dịch vụ hiệu quả thì cần chú trọng đến việc tuyển dụng những nhân viên phục vụ. Sự chú ý này thì trái với thông lệ truyền thống trong nhiều ngành dịch vụ, nơi mà nhân viên phục vụ nếu mà được tính theo thang bậc thì là thấp nhất và họ làm việc với mức lương tối thiểu. Còn ở trong dịch vụ chuyên nghiệp thì tiêu chí tuyển dụng quan trọng nhất thường là đào tạo kỹ thuật, chứng chỉ và chuyên môn. Tuy nhiên, các tổ chức dịch vụ thành công thì thường nhìn xa hơn về trình độ kỹ thuật của người nộp đơn, đồng thời họ đánh giá cái định hướng về dịch vụ khách hàng của nhân viên. Dưới đây cho ta thấy một số cách để tuyển dụng đúng người. Đầu tiên đó là cạnh tranh để giành được những người giỏi nhất. Cạnh tranh để tìm được những người giỏi nhất là một cần thiết yếu đầu tiên của quy trình tuyển dụng tại các công ty. Để có được những người giỏi nhất thì một tổ chức cần xác định họ và cạnh tranh họ với các tổ chức khác để được thuê họ. Cách tiếp cận này được gọi là cạnh tranh để giành thị phần nhân tài. Các công ty đóng vai trò là nhà tiếp thị trong việc theo đuổi những nhân viên giỏi nhất, cũng như họ sử dụng cái kiến thức chuyên môn về tiếp thị của mình để cạnh tranh giành khách hàng vậy. Các công ty coi việc tuyển dụng như một hoạt động tiếp thị sẽ giải quyết được các vấn đề về phân khúc thị trường, đó là nhân viên, thiết kế sản phẩm, giải quyết vấn đề công việc và thúc đẩy khả năng sẵn sàng làm việc. Ví dụ như là Thế Giới Di Động, Vingroup hay là Vinamilk, họ tuyển dụng nhân tài bằng cách là bỏ ra một chi phí rất cao để thuê họ. Thì tập đoàn FPT lại khác, họ không dùng lương hay chế độ đãi ngộ để thu hút, mà họ dùng chính cơ hội được học tập và rèn luyện trong một môi trường tối ưu để thu hút. Bên cạnh đó thì FPT còn mở rộng phạm vi để tìm kiếm các ứng viên trẻ tuổi tiềm năng tại các trường đại học và sớm đưa họ về góp sức cho công ty. Từ đó ta có thể thấy rằng là bất kỳ một doanh nghiệp hay tổ chức nào họ đều mong muốn là tìm kiếm được những nguồn nhân lực ưu tú nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho công ty, doanh nghiệp của mình. Trước đây thì lương thưởng hay là phúc lợi là yếu tố quyết định,
đến việc họ có chấp nhận công việc đó hay không, thì giờ đây tính ổn định và an toàn thì lại được ưu tiên hơn cả. Do đó, để mà cạnh tranh giành được nhân viên tiềm năng trên thị trường lao động thì đòi hỏi tổ chức cần phải luôn luôn sáng tạo và có sự khác biệt trong sự tuyển dụng và thu hút. Tiếp theo đó là thuê để có năng lực dịch vụ và xu hướng dịch vụ. Các công ty cần thu hút những nhân viên mới, những người sẽ đóng góp cho công ty thông qua khả năng và giá trị của họ. Một khi nhân viên tiềm năng đã được xác định, các tổ chức cần công tâm trong việc phỏng vấn, sàng lọc để xác định những người tốt nhất từ các nhóm ứng viên. Nhân viên dịch vụ thì cần có hai năng lực bổ sung cho nhau, đó là năng lực dịch vụ và khuynh hướng dịch vụ. Năng lực dịch vụ ở đây là những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc. Trong nhiều trường hợp, các ứng viên thể hiện và xác định năng lực bằng cách đạt được những bằng cấp cụ thể và các bằng cấp chuyên môn liên quan. Có thể được xác định là họ có đủ năng lực kỹ thuật hoặc chuyên môn cần thiết để thực hiện tốt công việc hay không. Chẳng hạn, để trở thành một kiểm toán viên thì bạn cần phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối ngành kinh tế và có những chứng chỉ kiểm toán viên cần thiết. Các bằng cấp này thì cũng yêu cầu tương tự đối với bác sĩ, giảng viên hay là giáo viên, cũng như các ngành nghề khác. Trong các trường hợp khác thì năng lực dịch vụ có thể không liên quan nhiều đến bằng cấp, mà thay vào đó là có thể liên quan đến những yêu cầu cơ bản về hiểu biết hoặc là thể chất. Ví dụ như một nhân viên thu ngân tại một siêu thị thì phải có kỹ năng tính toán cơ bản và có khả năng sử dụng máy tính tiền. Đồng thời thì nhân viên cũng cần phải có đủ năng lực cảm xúc, nghĩa là cái khả năng nhận biết để hiểu và điều chỉnh cảm xúc của khách hàng để hoàn thành tốt công việc của họ. Do cái tính chất đa chiều của chất lượng dịch vụ nên là nhân viên dịch vụ cần được sàng lọc nhiều hơn về năng lực dịch vụ của họ. Họ cũng cần được sàng lọc về khuynh hướng dịch vụ, chính là sở thích làm công việc liên quan đến dịch vụ được phản ánh trong thái độ của họ đối với dịch vụ và định hướng của họ về dịch vụ khách hàng. Hiệu quả của dịch vụ thì tương quan với các đặc điểm tính cách liên quan đến dịch vụ. Ví dụ như là người có tính cách cởi mở thì có thể làm công việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Nhưng những người rụt rè và khép kín thì họ làm việc ở phía sau lại thoải mái hơn. Để mà ngày càng đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng thì rất nhiều công ty chú trọng đến việc tuyển dụng những người có thái độ làm việc tích cực, thân thiện và gần gũi với khách hàng hơn là một người có bộ kỹ năng hoàn chỉnh. Ngoài các cuộc phỏng vấn làm việc truyền thống thì nhiều công ty sử dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo để đánh giá cái xu hướng dịch vụ và các đặc điểm cá nhân phù hợp với nhu cầu của tổ chức. Một công ty đánh giá xu hướng dịch vụ này là phỏng vấn theo nhóm để xem họ tương tác với nhau như thế nào, để đánh giá được kỹ năng làm việc nhóm của họ. Đây là một yếu tố rất là quan trọng ngoài những kỹ năng kỹ thuật cần thiết khác mà họ cần có. Ví dụ như là Apple, một ông lớn trong ngành công nghệ, Apple không chỉ tìm kiếm những nhân viên đặc biệt thông minh và có kỹ năng xuất chúng, mà thay vào đó là những đặc điểm mà Apple đưa ra để tìm kiếm ứng viên trong suốt quá trình phỏng vấn. Đó là nụ cười thân thiện, niềm đam mê, dám lên tiếng và thể hiện sự tự tin, khả năng làm việc nhóm, chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết, hay là cách nói chuyện khiêm nhường. Từ đây ta có thể thấy rõ rằng một quy trình tuyển dụng lý tưởng cho nhân viên dịch vụ thì cần phải đáp ứng đủ hai khía cạnh, đó là cả về năng lực dịch vụ và xu hướng dịch vụ. Và cuối cùng hãy là nhà tuyển dụng được ưu tiên. Một cách để thu hút những người giỏi nhất là được biết đến với tư cách là nhà tuyển dụng được yêu thích trong ngành. Các chiến lược hỗ trợ mục tiêu trở thành nhà tuyển dụng được ưu tiên bao gồm có đào tạo sâu rộng, cơ hội thăng tiến về nghề nghiệp, hỗ trợ nội bộ xuất sắc, ưu đãi hấp dẫn hay là hàng hóa và chất lượng dịch vụ của họ. Ví dụ, Google, một nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm trực tuyến hàng đầu trên thế giới, Google trở thành nhà tuyển dụng được ưa thích và luôn nằm trong top các công ty đáng để làm việc của Fortune. Và không thể không nói đến rằng Google là điểm hội tụ của rất nhiều nhân tài, nơi mà con người thông minh nhất, giỏi giang nhất nộp đơn và xin việc. Nếu mà xét về quy mô nhân sự thôi thì Google là một đơn vị nhỏ hơn nhiều so với Microsoft hay là Apple. Tuy nhiên thì Google đầu tư và chăm sóc nhân viên thì rất là đáng để nói tới. Đó là lý do vì sao mà Google trở thành nhà tuyển dụng được ưu tiên hàng đầu. Nhân viên của Google thì có thể tự do sáng tạo và đưa ra ý tưởng của mình. Thêm vào đó là cơ sở sang trọng bậc nhất với những tiện nghi giải trí, cơ sở ăn uống và các dịch vụ cho nhân viên như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc chị em và rất nhiều những lợi ích khác, và tất cả thì đều được miễn phí. Hay như Apple, nhân viên của họ thì cũng có những cái ưu đãi,
như là những sản phẩm iPhone, iPad hay là MacBook á, thì các bạn biết là có giá rất là cao. Nhưng nếu là nhân viên của Apple thì họ sẽ được giảm giá. Đây được coi là một trong những cái đặc quyền được yêu thích nhất khi làm việc tại Apple. Từ hai ví dụ trên thì ta có thể thấy được triết lý. Nếu bạn đối xử với nhân viên như thể họ tạo ra sự khác biệt cho công ty, thì họ chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt cho công ty là hoàn toàn đúng. Trong một số ngành khác bị chi phối bởi những người lao động được trả lương thấp hơn, ví dụ như trong ngành dịch vụ khách sạn, đơn cử là Marriott International, tập đoàn kinh doanh và quản lý khách sạn lớn nhất thế giới. Tập đoàn cũng sở hữu nhiều chuỗi khách sạn tại Việt Nam như là Sheraton ở Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng. Mục tiêu của công ty cũng là trở thành nhà tuyển dụng được ưu tiên trong ngành. Triết lý của tập đoàn cũng liên quan đến nhân viên của mình. Được nêu rõ đó là nếu nhân viên được chăm sóc tốt, họ sẽ chăm sóc khách hàng và khách hàng sẽ quay trở lại. Về cơ bản thì đó cũng là giá trị cốt lõi của công ty. Tập đoàn đã sử dụng cái khung làm việc linh hoạt, bao gồm có thời gian làm việc linh hoạt, làm việc từ xa, hoán đổi ca. Nhân viên thì được đào tạo kỹ năng sống và làm việc, được cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Công ty thậm chí còn cung cấp chương trình học ngoại ngữ với hơn 30 ngôn ngữ để bạn có thể lựa chọn. Marriott International cũng giống như Google hay là Apple luôn được xếp hạng trong danh sách 100 công ty hàng đầu đáng làm việc. Và bạn đã biết chưa, ở Việt Nam thì top những nhà tuyển dụng được ưu tiên trong ngành được bình chọn ở Việt Nam đó là nơi làm việc tốt nhất, đó là Vinamilk. Tiếp theo trong top 5 xếp theo thứ tự đó là Vietcombank, Nestle Việt Nam và Viettel. Phần thuyết trình của em đến đây là kết thúc. Xin mời phần thuyết trình của bạn tiếp theo ạ. Em xin cảm ơn. Ok, cảm ơn bạn Phương. Dạ, em xin chào thầy và tất cả các bạn. Em tên là Cường và em đến từ nhóm K. Và sau đây thì em xin trình bày tiếp về phần phát triển con người để cung cấp chất lượng dịch vụ tốt, thì để có thể cung cấp dịch vụ và duy trì đội ngũ nhân viên luôn hướng tới và tập trung vào khách hàng, thì buộc tổ chức đó cần phải luôn đào tạo và phát triển nhân viên của mình. Thì sau đây là hai kỹ năng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải đào tạo cho nhân viên để họ làm việc tốt hơn. Đó là kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng tương tác. Thì đầu tiên, kỹ năng kỹ thuật đó là tập hợp các cái khả năng cũng như là kiến thức được sử dụng để thực hiện các cái nhiệm vụ thực tế trong công việc của họ. Chẳng hạn như là trong nhà hàng thì khi mà khách hàng đến, các nhân viên sẽ ra và chào đón khách hàng. Sau đó thì mời khách hàng vào bàn ngồi và thực hiện các cái bước trong nhà hàng như là trực tiếp ghi order hoặc là giới thiệu cho khách hàng những cái món ăn theo nhu cầu của khách hàng mong muốn. Sau đó thì đem cái order đó chuyển cho nhà bếp để nhà bếp làm và mang ra cho khách hàng. Tiếp đến đó là kỹ năng tương tác. Đây là một kỹ năng cũng rất là quan trọng mà người nhân viên phục vụ cần có. Thì kỹ năng tương tác là đề cập đến những khả năng tương tác chung đối với khách hàng để hoàn thành nhiệm vụ. Thì một trong những nhiệm vụ tương tác điển hình là yêu cầu người đó phải tìm kiếm thông tin và những hành động phù hợp để tương tác giao tiếp với khách hàng, tạo nên một sự kết nối với khách hàng. Doanh nghiệp có thể dạy họ bằng nhiều cách như là cho họ tham gia vào những cuộc trò chuyện vui vẻ, hoặc là chỉ cho họ đặt những cái câu hỏi cũng như là sử dụng những câu nói hài hước, hoặc là cho họ chuẩn bị trước những cái lời thoại để họ có thể giao tiếp với khách hàng tốt hơn. Thì như các bạn cũng thấy ở trong hình là nhân viên của Starbucks giao tiếp với khách hàng họ rất là niềm nở và vui vẻ, hoặc là của hãng hàng không Vietnam Airlines, nhân viên dù chỉ là giao tiếp với một đứa bé thôi nhưng mà cũng rất là vui vẻ, nhiệt tình. Tiếp theo đó là chiến lược giao quyền cho nhân viên.
thì nhiều tổ chức đã phát hiện ra rằng là để thực hiện để thực sự đáp ứng được nhu cầu cho khách hàng thì họ cần phải có một chiến lược, đó là trao quyền cho nhân viên. Thì trao quyền cho nhân viên chính là trao cho nhân viên viên những cái quyền hạn, kỹ năng cũng như là công cụ để họ có thể xác định được cách thức phục vụ cho khách hàng một cách tốt nhất. Tuy nhiên thì để làm được điều này, buộc tổ chức khi mà tuyển nhân viên vào phải luôn đào tạo cho họ những cái kiến thức về doanh nghiệp, cũng như là cung cấp cho họ những cái công cụ và động lực để khuyến khích họ đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Thì nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng một số lợi ích khi mà trao quyền cho nhân viên, đó là giúp cho họ giảm được căng thẳng liên quan đến công việc. Thì khi mà họ phải làm việc dưới quyền quản lý của một ai đó, luôn làm theo những cái công việc mà người khác đưa ra, thì họ sẽ cảm thấy luôn áp lực và không được thoải mái trong công việc. Tiếp theo đó là cải thiện sự hài lòng trong công việc. Và tiếp theo là khả năng thích ứng cao hơn. Khi mà họ được trao quyền thì họ sẽ được tự do đưa ra những cái quyết định, và từ đó thì khả năng thích ứng của họ sẽ được nâng cao. Thứ tư đó là ý tưởng sáng tạo hơn. Khi mà họ phục vụ cho khách hàng thì đôi khi khách hàng có những cái yêu cầu mà không có trong quy trình của công ty, thì họ sẽ có những cái sáng kiến cũng như là ý tưởng để tạo nên cho khách hàng một trải nghiệm tốt. Từ đó thì giúp cho khách hàng có được cái trải nghiệm tốt hơn. Có một cái ví dụ về hãng hàng không Virgin Atlantic Airways của Anh. Thì đây là hãng hàng không lớn thứ hai của Anh. Một trong những lý do giúp cho họ đứng được vị trí thứ hai đó chính là các nhân viên ở trong doanh nghiệp này thì đều được trao quyền tự ra quyết định, và hầu hết thì những nhân viên họ đều rất là tận tình và luôn hết mình giúp đỡ cho khách hàng. Hãng hàng không này luôn có một chủ trương là khuyến khích sự phát triển cá nhân của nhân viên, cũng như là xây dựng một môi trường văn hóa doanh nghiệp năng động, luôn khuyến khích nhân viên sáng tạo, và họ luôn tạo điều kiện để nhân viên có thể thực hiện được những ý tưởng của mình. Có một ví dụ điển hình của hãng hàng không này là họ đã bổ sung một cái món kem vào trong danh sách những món ăn nhẹ trong chuyến bay, và cũng được rất nhiều hành khách ủng hộ. Mặc dù trên thực tế thì trong nghiên cứu thị trường thống kê rằng là không hề khách hàng không hề yêu cầu những cái món như vậy. Và sau đây là một vài lợi ích khi mà áp dụng trao quyền cho nhân viên. Lợi ích đầu tiên đó là đáp ứng nhanh hơn nhu cầu của khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ. Thì những cái nhân viên được trao quyền, họ sẽ được phép thay mặt khách hàng đưa ra quyết định, và những quyết định của họ đưa ra thì có thể là nó nhanh hơn, vì có thể bỏ qua được một vài yếu tố cũng như là các bước không cần thiết trong quá trình phục vụ khách hàng. Tiếp theo đó là phản hồi nhanh hơn những khách hàng không hài lòng trong quá trình phục vụ, trong quá trình khôi phục dịch vụ. Thì trong quá trình cung cấp dịch vụ thì sẽ đôi khi sẽ có những cái sự cố xảy ra trong hệ thống, thì khách hàng thường là họ muốn khắc phục ngay lập tức, thì các cái nhân viên được trao quyền họ sẽ phục hồi ngay tại chỗ, đưa ra những cái biện pháp cũng như là ý tưởng hợp lý để giải quyết ngay. Có thể là biến những khách hàng không hài lòng thành rất hài lòng, hoặc là thậm chí thành khách hàng trung thành với doanh nghiệp. Tiếp theo là nhân viên cảm thấy tốt hơn về công việc của họ. Thì khi mà nhân viên được trao quyền, họ có quyền được nắm quyền kiểm soát và có quyền đưa ra quyết định, thì khiến cho họ sẽ cảm thấy mình có trách nhiệm hơn và có quyền
luôn có quyền được sở hữu sự hài lòng của khách hàng. Từ đó thì họ sẽ làm việc có sáng tạo và nhiệt huyết hơn, tận tình hơn. Tiếp theo đó là nhân viên sẽ tương tác với khách hàng một cách niềm nở và nhiệt tình, thì cũng như đã nói ở trên, vì là họ cảm thấy họ có trách nhiệm trong công việc và cảm xúc của họ thì luôn tràn đầy niềm vui, nên là họ sẽ tương tác với khách hàng một cách tốt hơn. Tiếp theo là khi mà nhân viên được trao quyền, họ sẽ có những ý tưởng dịch vụ tuyệt vời, thì điều đó là chắc chắn rồi, vì khi họ được trao quyền họ sẽ có trách nhiệm và có quyền tự do lựa chọn những cái cách thức mà đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Từ đó thì họ sẽ có những nguồn ý tưởng tuyệt vời, và cũng có thể là cải cách được những dịch vụ ở hiện tại. Và cuối cùng đó là quảng cáo truyền miệng tuyệt vời đến từ khách hàng. Thì khi mà một nhân viên được trao quyền, họ đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách đặc biệt và độc đáo mà họ tự nghĩ ra, mang đến cho khách hàng một trải nghiệm tốt, thì khách hàng này họ sẽ cảm thấy rất là hài lòng và sẽ về kể lại với những người thân bạn bè của họ. Và từ đó thì những người thân bạn bè đó có thể đến và sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái lợi ích vừa kể trên thì cũng có một vài hạn chế và khó khăn khi mà áp dụng việc trao quyền cho nhân viên. Đầu tiên đó là đầu tư nhiều chi phí, công sức và thời gian hơn để lựa chọn và đào tạo nhân viên. Thì khi mà chúng ta vừa tuyển một nhân viên về, chúng ta cần phải lựa chọn những nhân viên đủ khả năng cũng như là phù hợp với công việc. Và tiếp theo đó là đào tạo họ về những cái kỹ năng cũng như là kiến thức về công ty, về các cái sản phẩm và cái cách làm việc cũng như là linh hoạt đối với khách hàng. Thứ hai đó là chi phí lao động sẽ cao hơn. Thì vì chúng ta trao quyền cho nhân viên, họ sẽ có trách nhiệm hơn trong công việc, và từ đó thì buộc tiền lương cho họ thì cũng sẽ phải cao hơn. Tiếp theo là khả năng cung cấp dịch vụ chậm và không nhất quán. Thì vì là trao quyền cho nhân viên nên là đôi khi khách hàng họ sẽ có những cái yêu cầu cũng như là nhu cầu riêng của họ, và đôi khi nó không có ở trong quy trình của công ty. Thì để mà đáp ứng được những cái yêu cầu đó của khách hàng, doanh nghiệp buộc nhân viên buộc phải sáng tạo và nghĩ ra cách để có thể đáp ứng được nhu cầu đó của họ. Và từ đó thì có thể những cái ý tưởng đó nó không được hay, và cũng có thể là đáp ứng chậm cái nhu cầu của khách hàng, khiến cho khách hàng không hài lòng. Tiếp theo là có thể vi phạm nhận thức của khách hàng về trò chơi công bằng. Thì thường những khách hàng họ đến sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp, họ sẽ nghĩ rằng là khách hàng nào cũng cũng được trải nghiệm dịch vụ như nhau. Tuy nhiên thì khi mà trao quyền cho nhân viên thì mỗi nhân viên sẽ có một cách thức tiếp đãi khách hàng khác nhau. Từ đó thì khiến cho khách hàng cảm thấy là những người khác họ sẽ được thêm một vài bước tốt hơn, còn mình thì tại sao lại bỏ những cái bước đó đi mà mình bị mất lợi, khiến cho họ cảm thấy là không công bằng. Và cuối cùng đó là nhân viên có thể đưa ra những cái quyết định tồi. Em Thì hiểu đôi rồi. khi là vì trao quyền cho nhân viên, nhiều lúc họ có cảm xúc không được ổn định, hoặc là tâm trạng của họ không được vui bởi những yếu tố bên ngoài, thì họ sẽ đưa ra những quyết định không được đúng đắn, khiến cho khách hàng không hài lòng. Cuối cùng đó là thúc đẩy tinh thần đồng đội. Thì bản chất của cái công việc dịch vụ này cho thấy rằng là để có được sự hài lòng của khách hàng thì
những cái nhân viên ở trong công ty buộc phải làm việc theo nhóm, bởi vì đặc thù của công việc này là thường gây ra những nhiều khó khăn, như là đòi hỏi nhiều thách thức. Thì môi trường làm việc theo nhóm sẽ giúp họ giảm bớt được những căng thẳng cũng như là áp lực. Khi mà một nhân viên họ cảm thấy là luôn có người bên cạnh hỗ trợ mình thì họ sẽ làm việc tốt hơn, nhiệt tình hơn và cung cấp dịch vụ tốt hơn. Thì bằng cách thúc đẩy tinh thần đồng đội, một doanh nghiệp có thể nâng cao được khả năng cung cấp dịch vụ xuất sắc cho nhân viên. Thì và từ đó thì có thể trở thành nhà cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng. Và có một cách để thúc đẩy nhân viên làm việc theo nhóm, đó là khuyến khích mọi người đều có khách hàng. Có nghĩa là ngay khi mà những nhân viên họ không chịu trách nhiệm trực tiếp về một cái với một khách hàng nào đó, tuy nhiên thì họ biết rằng là họ phải cần giúp đỡ những cái đồng nghiệp của mình để cung cấp dịch vụ một cách chất lượng tốt hơn, thì họ cũng sẽ cảm thấy hài lòng hơn với công việc. Và tiếp theo là mục tiêu và phần thưởng cũng của nhóm cũng thúc đẩy tinh thần đồng đội. Thì tiếp theo là một cách để thúc đẩy tinh thần làm việc theo nhóm. À, thôi. Cuối cùng đó là cung cấp hệ thống hỗ trợ cần thiết cho nhân viên. Sau đây là một vài chiến lược giúp cho nhân viên làm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Đầu tiên đó là đo lường chất lượng dịch vụ nội bộ. Thì bằng cách đo lường chất lượng của khách hàng và từ đó thì phát triển văn hóa chất lượng dịch vụ tốt hơn. Ví dụ như là trong một cái nhà hàng, khi mà khách hàng vừa mới ăn xong thì người nhân viên có thể đến và hỏi khách hàng đó là bữa ăn có ngon không, chất lượng dịch vụ như thế nào, và nếu mà không hài lòng ở điểm nào thì có thể đề xuất một vài ý tưởng để doanh nghiệp có thể sửa chữa và đáp ứng nhu cầu cho hàng một cách tốt hơn. Tiếp theo đó là cung cấp công nghệ và thiết bị hỗ trợ. Thì khi mà nhân viên họ không có những cái thiết bị cũng như là công cụ phù hợp để hỗ trợ trong công việc của họ thì họ rất dễ nản lòng và mong muốn chất lượng dịch vụ cũng rất là khó. Thì để thực hiện được việc này, doanh nghiệp cần phải cung cấp cho họ những thiết bị cũng như là công nghệ phù hợp để hỗ trợ họ. Một ví dụ ở công ty Zappos là một công ty bán giày, thì công ty đã cung cấp cho những cái nhân viên của mình hệ thống máy tính để họ luôn cập nhật được thông tin toàn diện ở trong kho để kiểm kê hàng ở trong kho. Thì từ đó họ có thể nhanh chóng giao tiếp với khách hàng và truyền tải cho khách hàng những cái thông tin và cập nhật số lượng hàng tốt hơn. Cuối cùng là phát triển các quy trình nội bộ theo hướng dịch vụ. Để hỗ trợ tốt nhất cho nhân viên dịch vụ trong việc cung cấp dịch vụ chất lượng ở tuyến đầu thì các cái quy trình công ty phải luôn hướng đến mong muốn và sai lầm của khách hàng. Tuy nhiên thì ở trong nhiều công ty các cái quy trình nội bộ luôn thúc đẩy bởi những cái quy tắc quan liêu hoặc là truyền thống hoặc là giảm thiểu được chi phí. Tuy nhiên thì việc cung cấp quy trình này phải theo định hướng của khách hàng
theo mong muốn của khách hàng. Vì vậy là phải thay đổi lại toàn bộ những thiết kế quy trình trong hệ thống để nhắm đến mục tiêu cải thiện chất lượng dịch vụ. À, phần trình bày của em đến đây là hết rồi, và sau đây em xin trình nhường lại cho bạn Quang thuyết trình phần tiếp theo. Dạ, em xin chào thầy và các bạn, và sau đây tiếp theo là em sẽ nói tiếp về, thì trong nãy giờ các bạn thì bạn Cường đã có nói về các mà mục tiêu, mà các chức năng, mà các công cụ để phát triển nhân viên phục vụ. Thì tiếp theo sẽ là bước giữ chân cho, với những người tốt nhất. Thì một tổ chức thuê đúng người và đào tạo phát triển họ để cung cấp chất lượng dịch vụ và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cũng phải nỗ lực để giữ chân họ. Đơn giản là vì tại vì sự thay đổi của nhân viên, và đặc biệt khi những nhân viên phục vụ tốt nhất lại là những người có khả năng là rời đi và có thể rất bất lợi cho sự hài lòng của khách hàng, tinh thần làm việc và chất lượng dịch vụ nói chung. Thì thường là những nhân viên làm việc lâu năm thì có một thì nếu như có một cái sự quy hoạch thay quy hoạch về nhân viên thì họ cũng sẽ bị dễ bị lọt vào tầm ngắm một cách là sơ suất hoặc là rủi ro nào đó. Tiếp và cũng giống như cách họ nói chuyện với khách hàng, thì một số công ty dành thời gian để thu hút nhân viên nhưng sau đó lại có xu hướng coi họ là cái điều hiển nhiên, thậm chí là tệ hơn, khiến những nhân viên giỏi này phải tìm kiếm ở các công việc khác thay thế. Ví dụ như là chế độ đãi ngộ không tốt, hoặc là môi trường làm việc nhiều thị phi, drama, vân vân. Và tiếp theo sau đó là đưa nhân viên, bước này chúng ta sẽ đưa nhân viên vào tầm nhìn của công ty. Thì để nhân viên duy trì động lực và quan tâm đến việc gắn bó với tổ chức và hỗ trợ các mục tiêu của tổ chức, thì họ cần phải chia sẻ được cái sự hiểu biết và tầm nhìn của tổ chức như thế nào ở một mức độ nào đó, và họ sẽ được thúc đẩy bởi tiền lương, những cái tiền lương và lợi ích khác. Nhưng mà những nhân viên giỏi nhất sẽ bị thu hút bởi các cơ hội khác nếu họ không cam kết với tầm nhìn của tổ chức, nếu tổ chức cũng không hợp tác với họ. Và họ không thể cam kết với tầm nhìn của tổ chức nếu tầm nhìn đó được giữ bí mật với họ. Và đây là một ví dụ điển hình của cho việc này, đó là ở công ty sơn nước Sherwin Williams. Thì công ty ban lãnh đạo đã thông báo cho toàn tổ chức rằng mục tiêu của tổ chức là cung cấp dịch vụ nhãn hiệu để đưa tất cả các nhân viên tiếp xúc với khách hàng vào tầm nhìn của công ty về việc cung cấp dịch vụ như vậy. Thì trong 10 năm qua, công ty đã phát triển một chiến dịch nội bộ sâu rộng để đối xử với mọi khách hàng như là một guest. Và guest được dịch ở đây có nghĩa là chữ G, có nghĩa là chào mọi khách hàng, có nghĩa là nghĩ tiếng Anh của nó đầy đủ sẽ là good morning, good afternoon hoặc là good evening. Chữ U sẽ là sử dụng tên của khách hàng, nghĩa là chữ use. Còn chữ E nghĩa là đánh giá điện tử và đáp ứng các nhu cầu, thì nghĩa là evaluate. Còn chữ S có nghĩa là thể hiện cái nụ cười trên khuôn mặt và giọng nói, là smile. Và chữ T có nghĩa là cảm ơn và mời họ quay trở lại, đó là chữ thank. Và những hành động này được coi là mong đợi của tất cả những người trong tổ chức tương tác với khách hàng, và cách tiếp cận này được như là gửi một thông điệp mạnh mẽ đến nhân viên, củng cố tầm nhìn của công ty. Khi tầm nhìn và phương hướng rõ ràng và có động lực thì nhân viên có nhiều khả năng ở lại với công ty hơn. Tiếp theo sau đó là đối xử nhân viên như khách hàng. Thì nếu như nhân viên mà họ có cảm thấy rằng là họ giá trị của họ và nhu cầu của họ được quan tâm, thì họ có nhiều khả năng là sẽ ở lại với tổ chức. Ví dụ giống như một ví dụ điển hình, đó chính là cái bức hình bên trái đó chính là ông Tom Schreiber, thì là chủ người sáng lập Cyber System, nay là một phần của Orange Cell. Thì nếu bạn xây dựng một công ty và một sản phẩm, ông đã có một câu nói như thế này: nếu bạn xây dựng một công ty và một sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại mức độ hài lòng cao của khách hàng, và nếu bạn chi tiêu có trách nhiệm và quản lý tốt, thì
quản lý tốt tài sản vốn con người của mình, thì các biểu hiện bên ngoài khác của sự thành công như được định giá thị trường và tăng trưởng doanh thu sẽ đi theo sau. Thì nhiều công ty đã áp dụng cái ý tưởng nhân viên cũng là khách hàng của tổ chức và chiến của tổ chức và các chiến lược tiếp thị cơ bản có thể được hướng vào họ, thì các sản phẩm của tổ chức này thì phải đáp ứng được cái sự cung cấp cho nhân viên và đáp ứng giữa hai bên là nhân viên và công việc với nhau với các loại lợi ích khác nhau và chất lượng cuộc sống của công việc. Và ví dụ một cái ví dụ điển hình đó là nãy bạn Phương có đề cập tới, đó chính là công ty Google Plus, thì họ đã đối đãi ngộ nhân viên rất là tốt qua nhiều hình thức khác nhau và đầy đủ từ cơ sở hạ tầng cho đến thời gian sắp xếp và chế độ đãi ngộ nhân viên cực tốt. Tiếp theo sau đó là các tổ chức nên tiến hành nghiên cứu marketing nội bộ định kỳ để đánh giá cái sự thỏa mãn và nhu cầu của nhân viên. Bước tiếp theo đó chính là đo lường và khen thưởng những người thực hiện dịch vụ tốt. Thì nếu như một công ty muốn những người thực hiện dịch vụ tốt nhất ở lại với tổ chức, thì công ty đó phải khen thưởng và thăng chức cho họ. Thì chiến lược này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng thường thì hệ thống khen thưởng trong các tổ chức không được thiết lập đề thưởng cho sự xuất sắc của dịch vụ. Nghĩa là hai đứa này nó tỷ lệ nghịch với nhau. Và hệ thống khen thưởng có thể đánh giá năng suất, doanh số bán hàng và hoặc là một số khía cạnh khác có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ tốt. Ngay cả những nhân viên dịch vụ có động cơ bản chất là cung cấp dịch vụ chất lượng cao, đến lúc nào nó cũng sẽ trở nên chán nản và bắt đầu tìm kiếm nơi khác nếu những nỗ lực của họ trong công việc cung cấp dịch vụ tốt nhưng mà không được ghi nhận khi khen thưởng hoặc là bị hớt tay trên. Hệ thống khen thưởng cần được liên kết với tầm nhìn của tổ chức và với những kết quả thực sự là quan trọng. Ví dụ như là nếu mà mình phản ứng hài lòng, làm phản ứng với khách hàng làm họ hài lòng và giữ được cái sự uy tín, giữ chân khách hàng thì được coi là kết quả quan trọng. Thì các hành vi dịch vụ làm tăng kết quả đó cần được ghi nhận lại và được khen thưởng. Trong những năm trước đây, một phần lương thưởng cho các nhân viên thì mình có lấy ví dụ điển hình như là ở các tổ chức sòng bạc hay là khách sạn của Haran thì được liên kết với các điểm số hài lòng của khách hàng như một khoản thanh toán vì hiệu suất. Vậy nhân viên có một khoản đầu tư để đạt được một cái mức độ dịch vụ xuất sắc thì các nhân viên cũng nên quan tâm đến thành tích của toàn đội trong việc phục vụ khách hàng một cách đặc biệt tốt thay vì hoạt động riêng lẻ. Ngoài các ưu đãi về tiền tệ thì những nhân viên xuất sắc được công nhận với giải thưởng nào đó thì thường thì trong các công ty nước ngoài thường họ sẽ làm một cái bảng treo thưởng, một cái bảng thưởng ghi là nhân viên xuất sắc hàng tuần hoặc hàng tháng chẳng hạn. Nhận quan có thể đẩy nhân cái tốc độ một chút xíu, tại vì những cái nội dung mà chi tiết thì không cần phải diễn giải quá chi tiết, bạn trình bày những cái quan trọng thôi, không cần phải trình bày. Và trong nhiều tổ chức thì các nhân viên được khuyến khích công nhận lẫn nhau bằng cách cá nhân trao giải thưởng ngang hàng cho một nhân viên mà họ tin rằng đã xuất sắc trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Tiếp theo sau đó là chuyển giao dịch vụ theo định hướng khách hàng, thì các phương pháp tiếp cận cụ thể để tuyển dụng và tiếp thêm năng lượng cho nhân viên tuyến đầu thì mang lại một cái nhìn và cảm nhận khác nhau giữa các công ty dựa trên các giá trị, văn hóa, lịch sử và tầm nhìn tổ chức. Thì mình có đưa ra ví dụ thì các bạn có thể lên trên LMS để coi cái ví dụ này, tại vì ví dụ này khá dài, là sự đối nghịch giữa Southwest Airlines và Disney, mặc dù hai công ty này của Mỹ nhưng mà nó có sự đối nghịch khác nhau trong cái cách chuyển giao dịch vụ. Và thì các công ty có văn hóa dịch vụ mạnh mẽ thì rõ ràng là họ sẽ đặt trọng tâm vào khách hàng và trải nghiệm của khách hàng. Tuy nhiên các công ty cũng nên tạo ra cái một môi trường hỗ trợ tích cực cho nhân viên tiếp xúc với khách hàng. Nhìn vào sơ đồ ta cũng sẽ dễ hiểu rằng thì đại đa số lực lượng là nhân viên tuyến đầu họ sẽ rất là đông và họ sẽ tiếp xúc với rất là nhiều khách hàng, cho nên sẽ có một bộ phận người giám sát, họ sẽ giám sát một bộ phận nhân viên tuyến đầu
ra một cái khuôn khổ nào đó, và toàn bộ những người giám sát này sẽ được người quản lý, họ sẽ quản lý được rằng những người giám sát này họ sẽ làm việc có tốt hay không. Thì trên thực tế thì vai trò của quản lý cấp cao nhất thay đổi từ vai trò chỉ huy sang vai trò đào tạo điều kiện và hỗ trợ nhân viên trong tổ chức, thì những người gần gũi nhất với khách hàng. Tiếp theo sau đó thì hồi nãy bạn Linh có đề cập tới là phương pháp mà tam giác tiếp thị dịch vụ theo chiều xuôi, còn mình sẽ bàn về theo chiều ngược. Thì đây là cái chiều ngược này được công ty Nordstrom thực hiện, và họ có cái thành ý của họ sẽ như thế này. Thì nếu bạn chân thành tin rằng khách hàng là vua, thì người quan trọng thứ hai trong vương quốc này phải là người có tương tác trực tiếp hàng ngày với người là vua. Vì vậy họ coi nhân viên là người như vậy. Thì trong cái tiếp thị thì cái tam giác dịch vụ này họ chỉ đảo ngược cái vị trí lên thôi, chứ thật ra nó không có ảnh hưởng gì mấy. Nó vẫn có đầy đủ các chức năng như tiếp thị tương tác, tiếp thị bên ngoài và tiếp thị nội bộ. Thì các cái chiến lược là các nhà cung cấp, khách hàng và công ty họ sẽ tương tác lẫn nhau. Và bằng cách lật ngược cái tam giác dịch vụ này thì hai nhóm những người quan trọng nhất đối với tổ chức khách hàng là những người tương tác với khách hàng được đặt ở vị trí nổi bật. Và phần trình bày của nhóm em đến đây là hết. Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Còn mọi người có ai có câu hỏi gì không ạ? Ok. Rồi xin mời bạn Hồng Thủy, cáp thì Hồng Thủy. Câu hỏi. Bạn Hồng Thủy đâu nhỉ? Dạ thưa thầy, em có câu hỏi cho bạn là nhiều công ty áp dụng chế độ khen thưởng như vậy thì nó có bị tác dụng gì không ạ? Bạn nhóm đã rõ câu hỏi của bạn Thủy chưa? Bị phản tác dụng không á? À rồi, ý muốn bạn hỏi là cái chế độ khen thưởng nó có bị phản tác dụng hay không, đúng không? Đúng rồi. Rồi ok. Đây, okay. Mời bạn Như Quỳnh. Dạ em có, em tính từ nhóm A có câu hỏi cho nhóm bạn, đó là một công ty khi chuẩn bị kế hoạch quản lý cho năm mới thì nhà quản lý có nên trao quyền cho nhân viên hay không? Tại sao? Dạ em xin hát. Được chưa? Rồi có hỏi chưa? Rồi mời bạn Bình Trọng, Trần Bình Trọng. Dạ em chào thầy, em đến từ nhóm A. Em có câu hỏi đặt cho nhóm là có nên trao quyền cho nhân viên hay là tăng quyền quản lý ạ? Em cảm ơn. Ok, nên trao quyền hay là tăng cái sự kiểm soát quản lý? Rồi. Nhóm đã nắm được câu hỏi chưa nhỉ? Dạ rồi thầy. Ok, rồi mời bạn Nhật Hoàng, Nguyễn Nhật Hoàng. Dạ em có một câu hỏi là trên slide của nhóm có viết là nếu nhân viên không phục vụ khách hàng thì hãy phục vụ một ai đó. Vậy một ai đó ở đây là ai? Rồi có hỏi chưa các bạn? Bạn có thể đọc lại câu hỏi được không? Trong bài trình chiếu của bạn có viết một câu là nếu nhân viên không phục vụ khách hàng thì hãy phục vụ một ai đó. Vậy một ai đó ở đây là ai và tại sao nhân viên lại không phục vụ khách hàng? Rồi, tiếp theo. Mời bạn Quỳnh Hoa. Dạ, mình có một câu hỏi cho nhóm là với những công ty và tập đoàn lớn và đã có danh tiếng rồi thì việc tuyển dụng được coi là dễ, nhưng mà nếu mà bạn là một doanh nghiệp nhỏ thì phải có những cái chiến lược như thế nào để có thể tuyển dụng được những người tài? Ok, câu hỏi đó là thú vị lắm, cảm ơn bạn Quỳnh Hoa. Mời bạn Thái Bình. Dạ, em chào thầy và các bạn. Thì em đến từ nhóm A và có một câu hỏi là mô hình dịch vụ khách hàng của Sherwin Williams có thể áp dụng ở những nơi khác không? Và đó là những nơi nào?
Em xin hết ạ. Ok, rõ câu hỏi của bạn Thái Bình chưa? Dạ rồi thầy. Rồi, mời bạn Cẩm Nhung. Dạ em chào thầy và tất cả các bạn. Em tên là Nhung, em đến từ nhóm H và em có câu hỏi dành cho nhóm bạn như sau là theo như phần của các bạn trình bày á, thì khi tuyển dụng nhân viên thì phải có những cái sự chọn lọc hoặc là yêu cầu về bằng cấp, kỹ năng vân vân. Giả sử như là bạn nghĩ sao về cái việc mà tuyển dụng những nhân viên không có kinh nghiệm hoặc là về không có kinh nghiệm về cái lĩnh vực mà của công ty bạn đang kinh doanh á, thì bạn phải mất cái thời gian để đào tạo như vậy á, thì sẽ làm tăng cái độ trung thành của nhân viên nhiều hơn. Vậy nhóm bạn nghĩ như thế nào về cái vấn đề đó? Đây, em xin hết ạ. Rồi câu hỏi chưa? Nhóm. Nhóm rồi câu hỏi rồi đúng không? Dạ rồi, em nghe, nhóm em nghe rồi. Ok, rồi nhóm có 5 phút chuẩn bị trình bày để trả lời cho các bạn. Mọi người có nghe em nói không ạ? Đang nghe rõ tới đây. Dạ. Dạ, bạn Trọng và bạn Quỳnh Như có hai câu hỏi mà gần như giống nhau. Là bạn Trọng hỏi về có nên cho quyền cho nhân viên hay là tăng quyền quản lý lên, và bạn Quỳnh Như là đến một kế hoạch mới thì có nên tăng quyền của nhân viên lên và lựa chọn nhân viên như thế nào. Thì câu hỏi đó em xin được giải thích như sau. Thì nếu như chúng ta đang cân đối về ngân sách qua những thời kỳ khó khăn như đại dịch Covid-19 xảy ra như thế này, chúng ta cần phải cân đối và sử dụng. Em theo cá nhân của em thì doanh nghiệp nên sử dụng nguyên tắc vàng là 532 ạ, và sẽ được thuê một người quản lý trả lương 50 triệu và trao quyền quản lý cho người đó, và ba người với mức lương 10 triệu để quản lý là những nhân viên ở mức thấp hơn và chuyên bán hàng chúng ta. À, thuê đến 10 người và trả lương 2 triệu để chọn lựa những người tốt nhất có thể bán hàng chúng ta, mang lại lợi nhuận đầu tiên cho doanh nghiệp. Đó là câu trả lời của em. Dạ thầy ơi, thầy bật mic rồi, thầy chưa bật mic. Còn một ý nữa là về cái câu hỏi của bạn nhưng mà hỏi về kiểm soát và trao quyền ấy. Thì em nói như vậy là về trao quyền rồi, về cái vấn đề kiểm soát thì cái quan điểm như nào, phân tích sâu hơn một chút xíu, có thể là có những cái ví dụ. Dạ, thứ hai là để giải thích rõ hơn cái câu hỏi này của các bạn. Dạ, về cái phần trao quyền đó là khi mà thuê một người quản lý với trả mức lương trả 50 triệu ở Việt Nam chúng ta, thì người quản lý đó phải có một trình độ và kinh nghiệm dày dặn trong những lĩnh vực mà chúng ta thuê về, là ví dụ như lĩnh vực bán hàng đó, họ có nhiều kinh nghiệm làm cho những công ty lớn và mang những kinh nghiệm đó mang về thực hiện và cải tạo lại, giúp cho công ty chúng ta có những về nhân sự, về bán hàng tốt nhất để cạnh tranh với những công ty lớn hơn chúng ta. Nhất thứ hai là có thể giúp cho chúng ta có được những kinh nghiệm từ những công ty lớn trước mà họ đang làm, và tránh trường hợp là khi mà nhân viên bán hàng á, người ta được trao quyền nhiều hơn, thì tránh trường hợp mà cảm xúc người ta bị lấn bị áp lực từ khách hàng, thì sẽ có những sẽ phản ứng tiêu cực gây cho chúng ta là mất khách hàng cũ và không thể tạo được có thể tạo ra được nhiều sẽ tạo ra nhiều vấn đề. Và giờ hiện tại với Internet phát triển như vậy thì cái khống chế về truyền thông của chúng ta sẽ rất là khó khăn khi bị xảy ra một vấn đề ngoài ý muốn đó. Thế thì vấn đề cái trả lời của các bạn như vậy thì nó có cái vấn đề thầy nghĩ là em nói là về trao quyền ok nên trao quyền cho nhân viên như vậy ha, và có những cái người giỏi thì cần phải trao quyền cho họ để họ làm và họ thể hiện được cái kinh nghiệm và cái tài năng của họ. Tuy nhiên thì cái ý sau em lại trao đổi thì lại liên quan đến cái vấn đề là như vậy thì khi mà trao quyền như vậy thì có những cái vấn đề nó vượt quá cái tầm kiểm soát của mình, có nghĩa là khi mình trao quyền có những cái việc mà họ làm nó vượt quá cái quyền hành, hoặc là họ có những cái việc họ làm mà mình không thể kiểm soát được, vậy thì nó có thể dẫn đến những cái hệ lụy, đúng không nào? Đấy, thế thì
nó lại mâu thuẫn với cái việc mà mình trao quyền. Thì câu chuyện này chúng ta có cái nhìn góc nhìn hoặc là có những cái bàn luận nào ở trên một cái góc độ cho nó trọn vẹn hơn không? Bạn nào đặt câu hỏi nhỉ? Bạn nào đặt câu hỏi? Hai bạn đặt câu hỏi có chia sẻ gì thêm với cái phần trả lời của bạn 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 Minh không? Hoàng Minh Tới, xin lỗi, bạn Tới. Bạn bạn nào đặt câu hỏi nhỉ? Bạn hai bạn đặt cái câu hỏi liên quan này này, trao quyền với kiểm soát này. Có ý kiến gì không? Dạ em thưa, em có ý kiến ạ. À, bạn Trọng mời, xin mời bạn Trọng. Em thì thấy đồng tình với ý kiến của bạn Tới ạ, chứ em không có ý kiến ạ. Bạn một bạn nữa, một câu hỏi khác nữa có ý kiến gì không? Dạ em chỉ hỏi về trao quyền thôi thầy. Vậy là không có ý kiến gì đúng không? Rồi. Rồi xin mời, nếu không có ý kiến gì nữa thì xin mời câu hỏi trả lời cho câu hỏi tiếp theo. Sau đó thì thầy sẽ tổng kết lại, sau thì sẽ trao đổi lại với các bạn về cái vấn đề này ở trong cái phần tổng kết, cái phần trình bày của các bạn. Dạ, sau đây em sẽ trình bày con trả lời câu hỏi của bạn Thúy là cái vấn đề mà khen thưởng là nó có bị phản tác, nó có bị phản tác dụng không, thì chắc là có. Tại vì là nếu như một cái nhân viên mà họ đã có ý định họ nghỉ việc, mặc dù họ đã làm rất tốt vai trò của mình và luôn được khen thưởng đều đều, nhưng không phải cái lý do đó có thể giữ chân nhân viên lại, mà còn có thể là do bị áp lực từ đâu đó. Ví dụ giống như là nội bộ công ty thì nó sẽ có thành phần là đầy thị phi hoặc drama, thì nó sẽ tác động lên cái tâm lý của nhân viên đó, hoặc là cái tâm lý của nhân viên đó, hoặc là họ sẽ nghĩ rằng nếu như mình ở lại công ty mà mình bị chịu cái áp lực là cô lập hay bị gì đó, thì họ sẽ đặt ra, họ sẽ nghĩ trong đầu rằng cái vấn đề tiền bạc nó sẽ không còn là lý do quan trọng đặt lên hàng đầu nữa. Không biết là bạn Thúy có hài lòng về câu trả lời này không? Mình không có ý kiến gì nha. Và tiếp theo sau đó là mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn Thái Bình, là hồi nãy trên slide mình có đăng một cái ví dụ là về công ty sơn nước Sherwin Williams, thì cái chế độ áp do cái chiến dịch dịch vụ này là chiến dịch GUS á, thì nó sẽ có áp dụng rất nhiều trong các quán cà phê hay là các quán ăn nhà hàng mà thuộc về dạng cao cấp giống như là Starbucks chẳng hạn, thì họ sẽ luôn luôn làm, họ cũng sẽ thực hiện tuần tự theo các bước là từ chào hỏi khách hàng cho đến việc là và có phần chào hỏi khách hàng rồi sử dụng tên của khách hàng, ví dụ như là họ sẽ hỏi tên khách hàng là gì, rồi họ sẽ ghi cái tên khách hàng nó vào trong cốc bằng cách là vẽ lên trên cốc thật là đẹp, hoặc là làm cái tên ở trên cái cốc latte chẳng hạn, thì họ làm cho ấn tượng khách hàng đối với nhân viên và với công ty đó sẽ tốt hơn, và họ luôn luôn mỉm cười với khách hàng, và luôn luôn khi mà khách hàng rời đi luôn luôn chào hỏi lịch sự, và khiến cho họ cảm thấy khách hàng họ cảm thấy rằng họ sẽ nhận được cái sự tôn trọng và cái sự thân thiện khiếu khách của công ty dành cho mình. Không biết là bạn Bình có hài lòng về câu hỏi này, câu trả lời này không? Cảm ơn Quang, mình hài lòng nha. Ok, cảm ơn bạn nhiều. Rồi, hết câu hỏi chưa? Các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Còn câu hỏi gì nữa không nhỉ? Dạ, còn câu hỏi của bạn Nhật Hoàng em trả lời luôn được không ạ? Rồi, trả lời luôn đi em.
Dạ hồi nãy bạn có hỏi là trong slide có một câu nói là trong một tổ chức dịch vụ, nếu bạn không phục vụ khách hàng mà tốt hơn bạn nên phục vụ một ai đó, thì đương nhiên cái điều mà các công ty làm đều là mua điều phục vụ tốt nhất đều là khách hàng. Tuy nhiên nhưng không phải có nhân viên nào cũng phải có nhiệm vụ là phục vụ khách hàng trực tiếp. Mà điều nói ở đây á, là nếu mà bạn không có nhiệm vụ để phục vụ khách hàng á, mà thì bạn là những người ở phía bạn là những người hỗ trợ họ trong hậu trường hay được gọi là nội bộ công ty, thì bạn nên phục vụ hỗ trợ lẫn nhau trong công ty, thì đây cũng gọi là một cái phục vụ, nên là câu này được hiểu như thế ạ. Ok, rồi, cảm ơn bạn Linh. Như vậy thì các câu hỏi đã được trả lời hết rồi đúng không các bạn? Thì như vậy thì với cái chương này thì chúng ta sẽ tạm khép lại ở đây. Tuy nhiên thì trước khi mà kết thúc cái chương này để các bạn nghỉ giải lao, chúng ta bắt đầu một cái phần mới đó. Thì thầy cũng có một vài những cái nhận xét như thế này. Thứ nhất là về cái phần trình bày của nhóm thì nó cũng có cái sự khác biệt khá lớn giữa các cái thành viên ở trong nhóm. Một số các cái thành viên ở sau đó thì các bạn có cái hai cái bạn 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 Phương và bạn Quang là có cái sự trình bày, thầy cho rằng là cũng cũng có cái sự chuẩn bị khá tốt. Bạn Cường có cái sự chuẩn bị khá tốt. Tuy nhiên thì bạn đầu tiên thì thầy thấy rất là không hài lòng, bởi vì là không có một cái sự nghiêm túc trong cái vấn đề chuẩn bị cái phần trình bày của mình, nó không có rõ, nó không có thực sự là thuyết phục, bởi vì chủ yếu lên bạn đọc mà nhiều lúc bạn còn không hiểu là mình đang đọc cái gì nữa. Thì rút kinh nghiệm những nhóm mà trình bày kiểu như vậy, những thành bạn trình bày kiểu như vậy thì không ổn. Mặc dù là chúng ta học qua online nhưng mà không có nghĩa rằng là các bạn đối phó, thì muốn là như vậy. Và chúng ta là sinh viên năm cuối rồi, và nó quan trọng cái thời điểm này là cái thời điểm mà các bạn phải nhìn nhận lại mình để bắt đầu đón chờ những cái cơ hội và thách thức mới cho các bạn khi mà các bạn ra trường. Và với cái chương này đó thì cái bài dịch của các bạn đó thì thầy cũng nhận xét luôn này, nhóm trường nào của nhóm này là bạn nào nhỉ? Bạn Quang hả? Dạ đúng rồi. Thì các bạn sẽ edit lại, chỉnh sửa lại, bởi vì là cái bài dịch cũng chưa có ổn lắm về mặt chất lượng. Thứ nhất là các bạn còn để nguyên hình ảnh rồi những cái cụm từ bằng tiếng Anh nguyên đoạn bạn đưa vào nó lẫn lộn như vậy, bạn phải phải loại bỏ nó đi vào format định dạng lại, thầy sẽ gửi lại cho các bạn để các bạn chỉnh sửa lại để cho nó hoàn chỉnh. Về cái phần nội dung của các bạn trình bày thì tương đối là đầy đủ ở một số bạn, ví dụ như bạn Phương thì có lấy các cái ví dụ rất là thú vị về những cái thương hiệu và tuyển dụng, về những cái cách thức mà người ta tuyển dụng các cái nhân viên rồi thu hút nhân viên như thế nào. Thì đây là một cái chương mà các bạn thấy rằng là chúng ta tiếp cận với cái P là cái people đúng không? Chữ P tiếp theo ở trong cái chiến lược 4P truyền thống, thêm ba trong cái 3P thì chúng ta tiếp cận là cái P thứ hai. Hôm trước thì chúng ta đã là P là về physical evidence, và cái P thứ hai đó là cái P về people. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái yếu tố con người, cái nguồn lực của con người thì tất cả nó nằm xoáy ở trong cái những cái vấn đề liên quan đến con người, thì nó xoáy rất là sâu vào ở cái chương này, và đó chính là cái vai trò của nhân viên. Và với cái chương này thì các bạn cũng sẽ tiếp cận nó ở trên hai góc độ. Thứ nhất là cái góc độ các bạn sẽ là những người quản lý, những người vận hành ở trong cái tổ chức, và khi các bạn quản lý vận hành một cái nhân viên thì bạn sẽ thấu hiểu như thế nào, đúng không nào? Và bạn thể thấy được là cái vai trò cực kỳ quan trọng của nhân viên, đặc biệt là những cái nhân viên mà trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, những nhân viên tuyến đầu gọi là frontier, những phân viên tuyến đầu, họ sẽ đóng vai trò là cái đại sứ, là cái bộ mặt, là cái thương hiệu, là cái hình ảnh của doanh nghiệp. Nhiều khi nó là một cái mọi thứ nó hoàn hảo, nhưng mà chỉ cần một cái tiếp xúc, một cái sự không hài lòng về một cái nhân viên nào đấy thôi, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến thương hiệu của chúng ta. Cho nên rằng là chúng ta hãy xem cái nhân viên như là một cái tài sản, như là một cái giá trị rất là quan trọng để chúng ta phải đối xử một cách rất là tử tế, và mang đến cái sự hài lòng trong cái công việc của họ. Và chính cái sự hài lòng trong công việc của họ thì nó sẽ mang đến cho cái sự hài lòng của khách hàng, bởi vì khi họ không hài lòng thì không thể nào nói rằng là họ sẽ phục vụ khách hàng một cách tốt hơn được. Nên là các bạn phải thấu hiểu cái điều này. Khi nhân viên mình mà không hài lòng thì
tốt nhất là không nên để họ phục vụ khách hàng, bởi vì kiểu gì họ cũng sẽ có những ảnh hưởng. Rồi trong chương này thì nó cũng sẽ liên quan đến, nó cũng liên quan đến một số các kiến thức của những cái học phần khác, ví dụ như là quản lý nguồn nhân lực chẳng hạn. Các bạn thấy rất nói rất là nhiều đến cái vấn đề là về cảm xúc lao động, làm nào để mình kiểm soát cái cảm xúc của người lao động. Các bạn phải huấn luyện kỹ năng cho nhân viên. Nhiều khi là gì ạ? Mặc dù mình tức, mình trong lòng mình không vui đấy, mình giận dỗi về một cái điều đấy, hoặc mình không hài lòng về một cái hành vi, một cái thái độ nào đấy của khách hàng đấy, nhưng mà phải có cái khả năng kiểm soát cảm xúc thật tốt, để rằng là gì, cái biểu hiện ra bên ngoài của mình nó không không thể hiện một cái sự không chuyên nghiệp. Ở đây là cái mình đang làm nhiệm vụ và mình không nên thể hiện một sự không chuyên nghiệp, một sự tức giận hoặc một thái độ mà đối với cái những cái hành động hành vi mà mình không ưa đối với khách hàng. Thì cho nên rằng là cần phải có một cái sự huấn luyện, một cái sự chuyên nghiệp trong cái đội ngũ nhân viên. Thì điều đấy cũng đồng nghĩa với việc là các bạn khi mà các bạn đi làm, và khi mà các bạn bắt đầu là gia nhập vào thị trường lao động, thì các bạn phải hiểu cái điều đấy để tìm kiếm những cái cơ hội. Nói cũng nói đến một cái vấn đề đó là cái thương hiệu nhà tuyển dụng. Thì các bạn thấy rằng là đối với những nhà tuyển dụng nào mà họ có cái thương hiệu tốt, họ xây dựng một thương hiệu nhà tuyển dụng, thì họ sẽ có một cái sức hút rất là mạnh mẽ đối với những nhân viên giỏi, nhân viên mà thực sự là có tài năng để mà tham gia vào trong cái sự thành công của doanh nghiệp. Những cái câu chuyện như bạn nói là Google, Facebook, IBM vân vân, rồi những cái câu chuyện của Việt Nam như là những tập đoàn như là Vinamilk, Vingroup, Vietcombank, Viettel, tại sao họ luôn luôn là những cái tập đoàn nằm trong top những cái nhà tuyển dụng đáng mơ ước của các bạn trẻ Việt Nam? Thì cái góc nhìn đấy nó cũng cho các bạn những cái góc nhìn để rằng là mình sẽ lên kế hoạch cho cuộc đời của mình, kế hoạch để các bạn ra trường, các bạn đi làm, các bạn sẽ tìm kiếm những cái cơ hội, những doanh nghiệp nào. Và đương nhiên những doanh nghiệp như vậy thì các bạn sẽ học hỏi rất là nhiều điều, và nếu các bạn có một cái cơ hội, có một sự chuẩn bị tốt, thì tại sao không mình gia nhập vào những cái thương hiệu nhà tuyển dụng lớn như vậy, đúng không nào, để mình có những cơ hội và mình học hỏi và mình sẽ rèn luyện thêm cái bản thân mình. Nhưng mà một cái câu hỏi mà một bạn đặt ra rất là thú vị là như vậy thì đối với những doanh nghiệp nhỏ thì làm nào để mà mình có thể có một thương hiệu tốt, làm nào mình có cái sức hút để mình thu hút được những cái nhân viên nó giỏi xuất sắc. Thì thưa các bạn rằng là cái gì nó cũng vậy, liệu cơm mà gắp mắm, đó là nó phải phù hợp với, không có nghĩa rằng là bạn là bạn tuyển dụng cái người giỏi nhất là nó phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn, hai cái chuyện này nó khác nhau. Mà đối với những cái doanh nghiệp nhỏ chẳng hạn thì bạn phải tuyển những nhân viên mà nó phù hợp với cái định hướng, phù hợp với chiến lược của các bạn. Đương nhiên người giỏi thì không phải nhất thiết luôn luôn là chỉ là một, mà các bạn phải hiểu rằng là trong một cái nhân viên, dù bạn giỏi cỡ nào, trong một cái công ty dù bạn giỏi cỡ nào, thì bạn luôn luôn phải trong một cái trạng thái là bạn có thể bị thay thế, người khác có thể thay thế cái công việc của bạn, và bạn không phải luôn luôn là duy nhất. Cái quan điểm mà chúng tôi là số một, tôi là duy nhất, thế quan điểm đấy là quan điểm mà các bạn cần phải hết sức là cẩn trọng, bởi vì là người ta có thể thay thế các bạn bất cứ lúc nào. Bạn không phải luôn luôn là người duy nhất, là người quan trọng nhất. Và đứng ở góc độ nhà tuyển dụng cũng như vậy, không có nhất thiết là họ phải tuyển bằng được người đó, mà họ có thể tuyển được những cái người khác, và với cái triết lý của doanh nghiệp, với cái người đứng đầu của doanh nghiệp, thì họ có thể là có những cái training, những huấn luyện để bạn có thể trở thành những cái nhân viên xuất sắc ở trong tương lai. Thì cái việc đấy đôi khi là nó còn tốt hơn cả việc là tuyển ngay một cái người giỏi. Có những cái việc thì bạn tuyển ngay một người giỏi về thì tốt, nhưng nếu những người giỏi đấy về mà nó không phù hợp với cái triết lý và cái chiến lược, tức là cái quan điểm kinh doanh, triết lý kinh doanh của bạn không phù hợp với cái quan điểm sống, cái giá hệ giá trị của họ, thì trước sau gì đó họ cũng đi. Và khi và điều đấy thì thực ra là nó cũng lại càng, nó cũng không tốt cho việc là bạn tuyển một cái nhân viên có thể không giỏi bằng, không phải là giỏi nhất, nhưng mà họ cũng là những người có năng lực, có cầu thị, và họ có cùng một cái tiếng nói, cùng một cái hệ giá trị, thì rõ ràng rằng là cơ hội để mà các bạn cùng với cái nhân viên đấy phát triển thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên là câu chuyện ở đây là cái câu chuyện mà nó gợi mở là cho các bạn rất là nhiều những cái bài học về những cái giá trị. Đương nhiên nếu như mà chúng ta tìm được một cái hệ, trong một cái trạng thái lý tưởng là bạn là một doanh nghiệp lớn, cái hệ giá trị của bạn và cái người mà bạn muốn tuyển dụng nó gặp gỡ nhau, thì cái điều đấy là điều tuyệt vời rồi. Tuy nhiên thì cuộc sống thì các bạn thấy rằng là nó không phải lúc nào cũng như mà mình mong ước hoặc là như mình mong đợi, nó không có gì là tuyệt đối cả. Và cái chương này nó cũng cho các bạn hiểu một cái điều rằng là có những cái vấn đề về liên quan đến con người, thì chúng ta cần phải có những cái chính sách đãi ngộ như thế nào. Thực ra cái đãi ngộ câu hỏi bạn
lúc nãy một cái bạn đặt ra là nên phần thưởng, việc trao phần thưởng thì nó có cái tác dụng ngược hay không? Có. Nếu như mà một cái doanh nghiệp mà các bạn hoạt động dựa trên cái nguyên tắc là trao phần thưởng thì nó sẽ dần đến một cái ngày nào đó nhân viên của bạn thì họ không làm gì hết, họ chỉ đợi đến khi nào có phần thưởng thì họ mới làm. À, họ chỉ đợi đến khi nào là gì? Họ phần thưởng bạn cho bạn bạn đưa ra thì họ mới bắt đầu bắt tay vào để họ làm, để họ chiếm bằng được cái phần thưởng đấy xong thôi. Thì chính những cái, nếu như mà bạn một cái hệ thống quản trị, một cái hệ thống đánh giá nhân viên mà nó chỉ dựa quá nhiều vào phần thưởng thì nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện là nó sẽ phản tác dụng. Tuy nhiên thì phần thưởng ở đây chúng ta cũng phải phân rõ nó ra là nó sẽ có những cái loại là phần thưởng về vật chất, tiền, đúng không? Phần thưởng về phi vật chất đó là những cái cơ hội thăng tiến, cơ hội học hỏi, cơ hội phát triển nghề nghiệp. Thì đấy cũng là những cái phần thưởng mà các bạn cần phải cân nhắc để làm sao mà nó có được cái sự hài hòa. À, không có nhất thiết rằng là phải có phần thưởng thì họ mới làm. Đương nhiên phần thưởng là một cái sự khích lệ cho những cái người best, nhưng không có nghĩa rằng là nó sẽ, khi mà cái phần thưởng đấy nó phản tác dụng, nó cái tác dụng của nó bị đi ngược lại thì chúng ta cần phải xem xét lại. Tương tự như vậy với cái vấn đề về trao quyền cũng vậy. Trao quyền là tốt, đúng không nào? Trong các cái nghiên cứu, trong các cái chiến lược của các cái doanh nghiệp hiện nay thì cái việc mà chúng ta trao quyền cho nhân viên cấp dưới đó thì nó sẽ mang đến những cái năng lượng rất là tích cực và tạo ra một cái môi trường sáng tạo. Và đặc biệt với cái triết lý hiện nay thì cần phải tạo ra cái sự sáng tạo, cái sự đổi mới trong các cái công việc, trong các cái tổ chức để mang đến một hiệu quả tốt hơn. Các nghiên cứu đã chứng minh điều đấy. Tốt. Thế nhưng mà nếu như chúng ta trao quyền không đúng cách thì nó không những không phát huy được tác dụng mà nó còn mang lại cái hiệu quả ngược. Chính vì lẽ đó thì các bạn thấy rằng là ai là những người được cần được phải trao quyền và khi nào thì chúng ta cần phải trao quyền cho họ. Ví dụ như là các bạn thấy rằng đối với những nhân viên mà họ là những cái lao động phổ thông, họ là những người lao động chân tay, là những người mà chỉ tức là không có cái trình độ không cao, thì với những cái nhóm nhân viên như vậy thì chúng ta không thể trao quyền cho họ được. Phải bắt tay chỉ việc, phải giám sát, phải thúc đẩy, đúng không nào? Phải hướng dẫn tỉ mỉ từng ly từng tí cho họ để họ thực hiện cái công việc một cách chính chu nhất. Nhưng mà với những nhóm nhân viên có trình độ quản lý, những nhân viên tầm trung thì là gì ạ? Đối với những người như vậy có tính cách tự giác như vậy, họ thì chúng ta phải trao quyền cho họ, thậm chí trao quyền tuyệt đối để họ sẽ tự làm, tự chịu trách nhiệm lấy với cái công việc của mình, đúng không ạ? Mà không cần phải can thiệp quá sâu, không cần phải hướng dẫn một cách chi li. Nhưng cái hệ thống giám sát đánh giá của chúng ta thì nó phải làm sao mà trao quyền nhưng phải đảm bảo nguyên tắc là họ đi đúng cái hướng định hướng của doanh nghiệp, chiến lược của doanh nghiệp mà chúng ta đã vạch ra. Chứ nếu mà bạn trao quyền mà không định hướng cho họ một cái rõ ràng thì nó dẫn đến cái câu chuyện là nó lại lộng quyền. Câu chuyện đấy nó là một câu chuyện khác. Thế cho nên rằng là trao quyền là tốt nhưng mà không phải là ai cũng có thể là được trao quyền như nhau. Thì cái câu chuyện đấy các bạn cũng cần phải lưu ý. Và một cái kinh nghiệm để các bạn sau này các bạn ra trường các bạn đi làm, nó là gì? Khi mình được một cái cấp trên tin tưởng trao quyền cho mình thì mình phải hiểu rằng là gì? À, không có nghĩa rằng là mình sẽ vượt quyền của họ. Khi mình làm những cái gì mà trong cái khả năng thì mình làm, nhưng mà có những cái việc mà có thể nó vượt quá thì mình có thể là gì? À, phải có những cái phản hồi. Hoặc là khi làm xong rồi, mặc dù người ta trao quyền cho mình rồi, nhưng mà mình cũng phải có những cái báo cáo, những cái phản hồi vắn tắt để họ hiểu rằng là mình đang làm cái gì. Thì đấy là cái cách để các bạn củng cố thêm cái lòng tin của những người quản lý cấp trên, để họ sẽ trao cho bạn nhiều quyền lợi hơn, nhiều cái quyền hơn để bạn làm công việc, và nó sẽ mang đến cho bạn những cái cơ hội thăng tiến ở trong tương lai. Tức là làm, nhưng phải có những cái báo cáo, những cái phản hồi. Chứ không có nghĩa rằng là mình tự quyết hoặc là mình không có báo cáo phản hồi gì với quản lý cấp trên của mình cả, bởi vì nghĩ rằng là họ trao quyền cho mình rồi thôi thì là thôi, mình không có trách nhiệm phải báo cáo. Cái đấy là nó cũng không đúng. Thì trong cái cơ chế mà vận hành, cơ chế làm việc, trong cái quy trình các bạn cũng phải xây dựng quy trình tốt, thì cái việc trao quyền nó mới không có những cái ảnh hưởng nó tiêu cực đấy. Thì liên quan đến hai câu hỏi mà thầy nghĩ là nó quan trọng thì thầy chia sẻ thêm. Và như vậy thì các bạn thấy rằng là với cái vấn đề về cung cấp dịch vụ đó thì nó sẽ diễn ra một cách rất là trực tiếp, và phải nói rằng là cái hiệu quả của cái việc bạn thực thi nhiệm vụ là đóng để mà tăng cái hiệu quả thực thi nhiệm vụ thì nó có nhiều thứ. Bạn chuẩn hóa dịch vụ rồi, đúng không nào? Bạn chi tiết hóa nó rồi, bạn thiết lập cái quy trình rồi, nhưng mà không có gì đảm bảo rằng là bạn sẽ thực hiện cái chất lượng cái dịch vụ đấy một cách tốt nhất, bởi vì là nó phụ thuộc vào yếu tố con người. Và như thầy nói, con người thì nó không phải lúc nào nó cũng là như một cái máy được, lúc nào nó cũng đúng 100% được. Cho đó là những cái câu chuyện huấn luyện về kỹ năng
quản lý cảm xúc, rồi huấn luyện về những kỹ năng cư xử với khách hàng, làm thế nào để mà tăng cái sự tương tác, vân vân và vân vân, thì đó đều là những cái câu chuyện rất là quan trọng. Và trong marketing thì các bạn thấy rằng là xưa giờ mình học là marketing external, marketing marketing cho khách hàng, thì với nhân viên thì chúng ta cũng phải xem nhân viên là như là khách hàng nội bộ, và cái này nó gọi là internal marketing, marketing bên trong. Đấy, thì khi nhân viên hạnh phúc, khi nhân viên cảm thấy thoải mái, khi nhân viên cảm thấy hài lòng thì họ mới lan tỏa cái năng lượng tích cực đấy đến với khách hàng. Thì cái đấy là cái điều mà các bạn cần phải thấm nhuần khi mà các bạn làm dịch vụ, đặc biệt là trong lĩnh vực. Nên là cái đấy là cái điều mà các bạn cần phải thấm nhuần sau này khi các bạn làm quản lý, và kể cả khi các bạn là nhân viên trong một cái chuỗi dịch vụ, trong một cái doanh nghiệp nào đấy, thì bạn phải hiểu cái điều này. Và khi mình làm nó một cách hết mình thì cái cơ hội để các bạn phát triển nghề nghiệp là cái điều nó sẽ xảy ra. Không sớm thì muộn, đúng không nào? Rồi các bạn cũng sẽ thấy một cái điều rằng là cái vai trò mà rất là quan trọng của những cái đội ngũ nhân sự, cái đội ngũ tuyển dụng, cái đội ngũ đánh giá, cái đội ngũ mà làm sao để mình chọn lựa được những cái nhân viên tốt, thì cái này nó khi mà bạn làm thì các bạn cũng cần phải thấy được cái vai trò quan trọng của cái bộ phận nhân sự. Thì đấy là một số những, và các bạn thấy là có một số các cái trong chương này người ta cũng đưa ra một số các cái chiến lược để làm sao mà các bạn có thể là giúp nâng tầm cái vai trò, cái quá trình thực thi nhiệm vụ của nhân viên lên một cách tốt hơn, để mà mang đến cái sự hài lòng cho khách hàng một cách có hiệu quả, một cách có năng suất trong cái công việc của họ, thông qua những cái chiến lược về tuyển đúng người, rồi phát triển cái hệ thống về phát triển họ, rồi những hệ thống hỗ trợ giúp đỡ họ, vân vân, làm sao để mà tuyển dụng những cái người tốt nhất, làm sao để mình xây dựng một cái thương hiệu nhà tuyển dụng. Thì cái đấy cũng là cái câu chuyện mà các bạn cần phải lưu ý, phải hiểu rằng là người tuyển dụng họ mong muốn cái điều gì. Đấy. Nên là các bạn thấy là khi một cái doanh nghiệp mình làm tốt thì không những tốt với khách hàng mà nó còn tốt với cả việc là khi các bạn tuyển dụng những nhân viên mới. Cho nên là hãy đối xử tử tế với nhân viên, bởi vì là nếu bạn không đối xử tử tế thì người trong nhà, nội bộ họ sẽ lan truyền cái thông tin, và cái cơ hội để các bạn sửa sai nó sẽ rất là khó. Thì đấy là một vài những cái điều mà bạn phải chia sẻ thêm xung quanh cái chương này. Chương nói về cái vai trò của nhân viên trong việc chuyển giao cái dịch vụ, thì nó là một cái chương rất là quan trọng. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 15 phút, 9:15 chúng ta sẽ vào bắt đầu lại.